Kinh Phật Tạng, Hán dịch Đời Giao Tần, Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Phẩm 1. Thật tường của các ngươi. Tôi nghe như đổi, một thời Đức Phật ngồi trên núi Kỳ Sa Quật thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỳ kheo tăng hội đủ. Chư vị đều là bậc được mọi người biết đến, và vô số chúng sinh Đại Bồ Tát. Bây giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất từ nơi Tam Muội đứng dậy đi đến chỗ Đức Thế Tôn, rách áo bày vai bên phải, chộp đầu làm lễ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, Đức Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, làm cho chúng sinh tin hiểu. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, ông thấy được lợi ích gì mà tán thán nói, thật là hy hữu, Như Lai đã thuyết giảng tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, làm cho chúng sinh tin hiểu. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, con ở nơi vắng lặng đều suy nghĩ, Đức Thế Tôn giảng pháp không có danh tướng mà dùng danh tướng để giảng, nói pháp không có ngôn ngữ mà dùng ngôn ngữ để giảng, suy nói việc này nên sinh tâm hy hữu. Phật bảo, này Xá Lợi Phất, đúng vậy, việc này rất là hy hữu, hiếm có đệ nhất, nghĩa là chư Phật thành đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, ví như người thợ vẽ kỹ, vẽ giữa hư không ra vô số sắc tướng, ý ông thế nào? Vị trí họa sĩ này đã xa rồi phải không? Bạch Thế Tôn, thật là xa. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã chứng đắc đạo quả vô thường Bồ Đề, nên giảng tất cả các pháp là không sinh, bất diệt, vô tướng, vô chi, khiến cho chúng sinh tin hiểu đích thật là lạ. Vì sao? Vì pháp không có danh tướng, không có nhớ nghĩ, không có tụ đắc, cũng không có tu tập, không thể nghĩ bàn, chẳng phải chuyên dựa, không có hí luận, vì không phải chỗ hí luận có thể dừng nghĩ, không nhận biết, không quan sát, không có đối tượng được phìm, không ở nơi tâm, không chứng đắc và đối tượng được chứng đắc, không đây, không kia, không có phân biệt, không động, không định, xưa tự nó là không, không thể nhớ, không thể phát sinh, tất cả mọi người ở thế gian đều không thể hiểu, vì pháp không có danh, tướng như vậy mà dùng danh, tướng để giảng. Thế nên này Xá Lợi Phất, tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô chi. Này Xá Lợi Phất, ví như có người nhai nuốt núi Tu Di, làm cho tiêu tan hết, bay lên hư không, chẳng hề bị ngăn ngại. Ý ông thế nào? Thật là hiếm có chăng? Bạch Thế Tôn, rất là hiếm có. Nay Xá Lợi Phất, chư Phật đã thuyết giảng tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, làm cho chúng sinh tin hiểu, đích thật là rất hiếm có. Này Xá Lợi Phất, ví như thành lửa ngang dọc cao thấp, đều một do tuần, bốn cửa phát ra, ngọn lửa, người gánh vác cỏ khô đi vào trong đó, gió mạnh thổi ngọn lửa, khiến tiêu đốt thân và cỏ. Nhưng người này đã làm cho ngọn lửa không thể đốt cháy cỏ khô và thân mình. Ngay trong lúc đó, được ra khỏi, đều như cũ không khác. Ý ông thế nào? Thật là hiếm có chăng? Bạch Thế Tôn, thật là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã thuyết giảng tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, khiến cho mọi người tin hiểu đích thật là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, ví như có người lấy đá làm cỗ, từ bờ biển bên này bơi sang bờ biển bên kia, ý ông thế nào? Thật là hiếm có chăng? Bạch Thế Tôn, rất là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô chi, khiến cho chúng sinh tin hiểu đích thật là hy hữu. Này Xá Lợi Phất, ví như người phát cộng bốn cõi thiên hạ, và các núi Tu Di, sông ngòi, cây cỏ, lấn chân của con muỗi làm bậc thang, đã đi đến cõi Phạm Thiên. Ý ông thế nào? Thật là hy hữu chăng? Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô chi, làm cho chúng sinh tin hiểu, thật sự là rất là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, với như dùng sợi tơ của ngó sen treo núi Tu Di lên giữa hư không, ý ông thế nào? Là hiếm có chăng? Bạch Thế Tôn, thật là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, khiến cho chúng sinh tin hiểu đích thật là rất hy hữu. Này Xá Lợi Phất, Và như vào thời kiếp tận, lúc lửa lớn thiêu đốt, có người nhổ một miếng nước bọt, có thể dập tắt lửa giữa ấy, rồi dùng một hơi thổi để hoàn thành thế giới và cung điện của chư thiên như cũ. Theo ý ông thế nào, rất là hiếm có chăng? Bạch Thế Tôn, thật là hiếm có. Nay Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô chi, làm cho chúng sinh càng tin hiểu, thật rất là hy hữu. Này Xá Lợi Phất, như sông Hằng rộng lớn là vô thượng, vô lượng chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này Xá Lợi Phất, như mưa lớn tuôn xuống khắp bốn cõi thiên hạ, lượng nước mưa như nước sông Hằng. Có người dùng bàn tay chặn nước mưa lại khiến không còn chỗ chảy xuống. Ý ông thế nào? Là hy hữu chăng? Bạch Thế Tôn, rất là hy hữu. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô chi, khiến cho chúng sinh tín hiểu là càng hiếm có hơn. Này Xá Lợi Phất, núi Chúa Tu Di là cao lớn chăng? Bạch Thế Tôn, rất là cao lớn. Này Xá Lợi Phất, như khắp bốn cõi thiên hạ có trận mưa đá lớn, đều to như núi Tu Di. Có người đưa bàn tay để đỡ lấy những tảng đá ấy, không có rơi lọt, dù nhỏ như một hạt cải. Ý ông thế nào? Rất là hiếm có chăng? Bạch Thế Tôn, rất là hiếm có. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô vi, khiến các chúng sinh tín hiểu chắc thật là hiếm có hơn. Này Xá Lợi Phất, ví như có người đem tất cả chúng sinh đặt trên bàn tay trái, tay phải thì nâng cao tam thiên đại thiên thế giới, gồm cả núi sông, cỏ cây, thảy đều khiến cho tất cả chúng sinh ấy cùng nhau vui mừng, tâm luôn ưa thích. Ý ông thế nào? Thật là hy hữu chăng? Bạch Thế Tôn, rất là hy hữu. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô chi, khiến cho chúng sinh tin hiểu lại càng hiếm có hơn. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói các pháp là không có, tánh là không, đều không thực có, tất cả thế gian rất khó tin hiểu. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì pháp ấy là không có tướng, xa lìa các tướng, không có niệm, xa lìa các niệm, không nhận lấy, không xả bỏ, không hí luận, không não hại, không phải bờ bên này, không phải bờ bên kia, không phải đất liền, chẳng phải ngu si, chẳng phải sáng suốt, dùng với lượng trí tuệ mới có thể biết được, chẳng phải dùng tư duy hạn hẹp để có thể biết được. Chỉ đây là pháp không hành, không tướng, không não hại, không có ý niệm vượt qua các niệm, không có tâm vượt hơn các tâm, không hướng theo, không chối bỏ, không trói buộc, không giải thoát, không vọng, không phải pháp vọng, không ngu si, không có pháp ngu si, không có lưới nghi ngờ, không có danh tự, không có lời nói, không có thuyết giảng, không phải không có thuyết giảng, không phải tận cùng, không phải không tận cùng, không có hành, không có tướng hành hóa, không có giác ngộ, không có kết quả của giác ngộ, không có xa lìa, vượt hơn những sự xa lìa, không có tư duy, không có kẻ thân người sơ, không lấy, không bỏ, không tụ đắc, không thể nắm bắt, trừ các vướng mắc, trừ bỏ tham lam, giận dữ, si mê, chẳng phải chân thật, chẳng phải hư vọng, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải minh, chẳng phải vô minh, chẳng phải tối tâm, chẳng phải chiếu sáng, không ở trong tâm, không có tánh, tánh vốn là không, có thể hàng phục các ma, chế ngự phiền não, chế ngự năm ấm, chế ngự 12 nhập, chế ngự 18 giới, chế ngự về sự giảng nói có năm ấm, giảng nói có 12 nhập, giảng nói có 18 giới, chế ngự về sự giảng nói có chúng sinh, giảng nói có người, có tuổi thọ, có mạng sống, thuyết giảng về sự có, giảng giải về sự không, hàng phục tất cả những thứ tà hạnh. Này Xá Lợi Phất, ta đã giảng nói tánh pháp này có thể hàng phục tất cả chúng sinh tham chấp, cho đến nói có các pháp, không tin tích các pháp như thật tướng, trái với pháp của Phật. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, nó có chúng sinh nói có ngã, có nhân, có chúng sinh, có đoạn diệt, có thường, nói có, nói không. Giả nói các pháp nói về giả danh, nói về biên vực, đều là trái với Phật, là cùng tranh luận với Phật. Này Xá Lợi Phất, cho đến đối với pháp, dù chỉ một ít tính toán thủ đắc, đều là tranh luận với Phật. Người tranh luận với Phật đều đi theo đường tà, chẳng phải là đệ tử của Như Lai. Nếu không phải là đệ tử của Như Lai, thì là không hợp, không thuận hợp với Niết Bàn, là tranh luận với Phật, tranh luận với Pháp, tranh luận với Tăng. Này Xá Lợi Phất, những người có kiến chấp như vậy ta không chấp nhận vào hàng xuất gia tội giới. Này Xá Lợi Phất, những người bị kiến chấp như thế ta không thọ nhận lấy một giọt nước uống dùng để nuôi dưỡng thân mình. Này Xá Lợi Phất, nếu người trừ bỏ các việc tham chấp như bất thiện như thế, thì ở trong giáo pháp của ta xuất gia cầu đạo, không nhớ nghĩ đến Niết Bàn, không lấy Niết Bàn để làm mục đích để nhớ nghĩ, không tâm đắm Niết Bàn, đối với pháp không đốt ráo, không hề kinh hãi, không sợ sệt. Người này hãy còn đoạn trừ các pháp, cho nên nó siêng năng tu hành tinh tấn, huống chi là không tham chấp các việc bất thiện như thế. Đó là tham chấp về ngã, về chúng sinh, về người, về pháp. Người ấy vì đoạn trừ mọi sự tham chấp nên chỉ siêng năng tu tập pháp tam muội vô tướng. Đối với tam muội vô tướng cũng không nắm giữ tướng. Người ấy thông đạt tướng của tất cả các pháp đều là một tướng, đó là vô tướng. Này Xá Lợi Phất, tên người ấy ở trong giáo pháp của bậc thánh gọi là pháp nhãn nhu thuận. Đạt được pháp nhãn nhu thuận rồi mới gọi là đệ tử của Như Lai, mới có thể nhận lấy sự cúng dường. Chẳng uổng với sự thọ nhận này. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, pháp tướng mà ta đã giảng nói là chân thật, không thể hội nhập, không thể thọ lấy, không thể xả bỏ, không thể tham chấp, không thể giảng nói, chấm dứt con đường ngôn ngữ, không vui không mừng, đoạn trừ tâm tham vui, chẳng phải là các duyên tụ hợp, xa lìa các nhân duyên, không có đường đi để đoạn trừ đường đi. Để nó không còn đường đi, dứt trừ các ngôn ngữ, luận bàn âm thanh, không hình, không sắc, không lấy, không chấp giữ, không sử dụng, không thật, không hư, không dối, không sáng, không hoại, không tranh, không hợp, không tan, không chuyển động, không nhớ nghĩ, không có phân biệt, không thể hiện bày, không dơ, không sạch, không danh, không tướng, không có tâm và các pháp của tâm, không có tâm về sự giải thoát. Trong giáo pháp của ta không có nam, không có nữ, không có trời, rồng, dạ, xoa, kẻ thất bà, cứ bàn trà, ti, xá, già. Không thường, không đoạn, không ngã, không có chúng sinh, không có nhân. Không đến, không đi, không ra, không vào, không có giới luật. Không phạm giới, không sạch, không dơ, không có tam muội, không định căn. Không có thiền, không có thiền căn, không thấy, không biết. Không tham chấp, không tranh luận. Không có đạo, không có đạo quả, không có trí tuệ. Không có tuệ căn, không có sáng và tối. Không giải thoát, không trói buộc. Không quả, không có đắc quả. Không có năng lực, không phải là không có năng lực. Không có chỗ sợ, không phải là không có chỗ sợ. Không có niệm, không có niệm căn. Không ngồi, không đi, không có oai nghi, không đây, không kia. Không nhớ tưởng phân biệt, không có bồ đề, không có bồ đề phần, không có trí, không phải là không có trí. Không có đất, nước, gió, lửa. Không tội, không phước, không có pháp, không phải là phi pháp. Không khổ, không vui. Dứt hẳn các gốc rễ của hí luận sẽ lìa tất cả, khiến không còn các tướng. Này Xá Lợi Phất, nói tóm lại, giáo pháp của ta đã nêu bày, đều phá trừ tất cả các vọng niệm, tất cả các kiến chấp, tất cả các kết xử, các tăng thượng mạng, không nhớ nghĩ đến tất cả các nơi đã nhớ nghĩ, đoạn trừ tất cả các thứ ngôn ngữ. Ta ở trong pháp này là không thường, không vô thường, không khổ, không vui, không dơ, không sạch, không thường, không đoạn, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không tuổi thọ, không mạng sống, không sinh, không diệt. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, Như Lai đối với giáo pháp này đều không có chỗ tụ đắc, có chỗ diệt, cho nên gọi là Niết Bàn, cũng không thấy có người đạt được Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật không nhớ nghĩ về Niết Bàn, cũng không lấy Niết Bàn làm sự nhớ nghĩ, cũng không tham chấp về Niết Bàn, cho nên phải biết đây là pháp đặc biệt hiếm có bậc nhất. Vì thế nên Đức Như Lai giảng nói, tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô di, làm cho mọi người tin hiểu càng hiếm có hơn. Phẩm 2. Niệm Phật. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tri thức ác, thế nào gọi là tri thức thiện ở trong giáo pháp này? Phật bảo, này Xá Lợi Phất, nếu có tỳ kheo chỉ dạy các tỳ kheo khác. Này các tỳ kheo, các ông nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Này tỳ kheo, ông nên quán sát nơi thân, Nhận lấy thân tướng này, đó là sự bất tịnh, liên quán tất cả các pháp hữu vi, thể đều vô thường, với tất cả các pháp đều không, không có ngã. Này Tỳ Kheo, ông phải dùng tướng của đối tượng được duyên để buộc tâm trong duyên, chuyên niệm và tướng không, nên thích pháp thiện và giữ lấy tướng của pháp bất thiện. Giữ lấy tướng của pháp bất thiện rồi thì đoạn trừ nên quán niệm để tu tập, đó là quán tưởng. Quán tướng bất tịnh để đoạn trừ tham dục, quán tướng của tâm từ để đoạn trừ giận dữ, quán pháp do nhân duyên sinh để đoạn trừ ngu si. Thường những nghĩ về giới tịnh để nhận lấy tướng không hết sức sâu xa. Siêng năng tu hành tinh tấn để đạt được thiền thứ tư, chuyên tâm cầu đạo. Quán pháp bất tịnh đều là não hại, quán pháp thiện là an ổn bậc nhất, nhất tâm tu đạo, phân biệt xét kỹ, quan sát về pháp thiện và pháp bất thiện. Nhận lấy tướng này nên nhất tâm tư duy, quán sát về niết bàn an ổn vắng lặng, chỉ ưa thích về niết bàn là hoàn toàn thanh tịnh. Dạy người như vậy gọi là tà giáo, nghĩa là chánh giáo ấy mà là tà giáo. Này Xá Lợi Phất, người dạy như vậy gọi là tri thức ác, người ấy chính là phỉ bán Như Lai, trợ giúp cho ngoại đạo của việc người khác mà giảng nói pháp của tà đạo. Này Xá Lợi Phất, người ác như thế thật không hề thọ nhận một giọt nước uống để nuôi sống thân mình. Ta thuyết giảng về sự giáo hóa, không giảng nói về sự thọ nhận. Này Xá Lợi Phất, ở trong giáo pháp của ta phần nhiều có sự giảng dạy tăng thượng mạng như thế. Này Xá Lợi Phất, nếu người thọ giáo, thọ giới 5 năm, không thể bỏ chỗ dạy dỗ như thế, dù ở trong giáo pháp ấy, dốc tâm tinh tấn, tự nắm bắt được, đều là không thật có. Tỳ Kheo, không đến thưa hỏi, ta nói người này tuy có thọ giáo, thọ giới 5 năm, vẫn gọi là tà kiến, xen tạp pháp ngoại đạo, thuận theo lời chỉ giáo của ma. Này Xá Lợi Phất, nói Tỳ Kheo nào thọ nhận lời dạy ấy rồi, lãnh hội pháp không, không tụ đắc, tự mình hiểu biết, ta tuyên bố người thọ nhận như vậy đều là tà kiến. Đối với pháp không, không tụ đắc, không nghi ngờ, không hối hận, thông đạt sâu xa, không nương theo tất cả hai kiến là ngã và nhân. Này Xá Lợi Phất, ta nói người này là phạm hạnh thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, nếu Tỳ Kheo nào đã thành tựu pháp nhẫn, không tụ đắc như thế, dù hiện chưa được niết bàn vô dư, nhưng ta thọ ký cho người này, khi Đức Phật Di Lặc ra đời, sẽ ở hội thứ nhất. Khi ấy Đức Phật khen ngợi 3 lần, người ấy có thể ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu pháp nhẫn không thủ đắc. Nay Xá Lợi Phất, nếu người tại gia hay xuất gia thành tựu được pháp nhẫn ấy thì ta sẽ tạo kế cho người đó, chắc chắn đạt đến niết bàn. Này Xá Lợi Phất, nếu có người thọ nhận lời dạy như thế rồi, lắng nghe pháp không, không thủ đắc, tức thì kinh sợ, người ấy thật đáng thương xót vì không có người cứu giúp, không có chỗ nương tựa, người này đi thẳng đến cõi địa ngục. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, ở trong giáo pháp của Phật, người nào kinh hãi, nghi ngờ, sợ sệt thì người ấy đã tạo đầy đủ nẻo ác. Vì sao? Ta thường tự nói, người còn thủ đắc là thuộc về đường ác. Vì sao? Này Xá Lợi Phật, giáo pháp mà chư Phật đã chứng đắc là không có sai biệt, giờ đúng cùng chẳng đúng. Nếu có sai biệt là có thù đắc. Này Xá Lợi Phất, người nào thà tạo lấy 5 thứ tội nghịch cực ác, chứ không tạo tác theo kiến chấp ngã, về nhân, về chúng sinh, về tuổi thọ, về mạng sống, kiến chấp về 5 ấm, 12 nhập, về 8 giới, tham chấp về trì giới, kiến chấp có trì giới, tham chấp về 8 muội, kiến chấp có 8 muội, nương tựa vào tưởng về Phật mà đạt được tưởng và pháp, đoạn trừ sự việc của tăng để tạo thành thân kiến. Vì sao? Vì ở trong giáo pháp của Phật, tạo thành thân kiến không phải thuộc về tăng chúng. Này Xá Lợi Phất, chúng đệ tử của Phật tâm không phân biệt. Chúng đệ tử của Phật là người hiện thiện, là người không phá giới, là người không phá kiến, là người không phá ngoại nghi. Này Xá Lợi Phất, những gì là ác bất thiện ở trong giáo pháp của Phật không thuộc về chúng tăng thì gọi là ác bất thiện, nghĩa là tâm, các pháp của tâm cùng với các duyên hòa hợp là những việc không chân thật, đều do phân biệt. Do phân biệt cho nên chấp có thủ đắc. Người ấy cho đến chỗ nói năng về tâm, Và sự nối tiếp của tâm cho đến pháp thiện và bất thiện thì ở trong giáo pháp của Phật gọi là ác, bất thiện. Vì sao? Này xá lợi Phất, ở trong chỗ vui hiện có tức có cái khổ. Giáo pháp của Như Lai là diệt trừ hết sự khổ vui ấy. Này xá lợi Phất, Như Lai là chứng đắc, trong đó là vô dục cũng không phải là vô dục, không khổ không vui, không tư không tưởng, không tu, thậm chí cũng không có tưởng và không. Vì sao? Này xá lợi Phất, nếu chấp tưởng về không, tức là tưởng về ngã, tưởng về chúng sinh, tưởng về thường, tưởng về đoạn. Vì sao? Này xá lợi Phất, thuận theo chỗ có tưởng, thì sinh ra các tưởng đều rơi vào nẻo tà. Này xá lợi Phất, không sinh, không niệm gọi là không, không niệm cũng không, nó gọi là không. Này xá lợi Phất, trong không là không thiện, không ác, thậm chí cũng không có tưởng về không, cho nên gọi là không. Này xá lợi Phất, các pháp hữu vi có thể nhận biết, có thể thấu tỏ, còn không thì không thể nhận biết, cũng không thể hiểu rõ, chẳng thể lường xét, cho nên gọi là không. Này xá lợi Phất, tướng không chẳng phải do suy niệm mà đạt được. Vì sao? Vì không có tưởng và không, cho nên gọi là không. Này xá lợi Phất, làm thế nào để giảng nói về nẻo hành hóa được không? Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, không nhớ nghĩ về tất cả các tưởng, thậm chí tưởng không cũng không nhớ nghĩ, đó gọi là hành không. Này Xá Lợi Phất, tên gọi của tưởng cho đến tâm có chỗ niệm, tức gọi là tưởng, không có chỗ niệm mới gọi là vô tưởng. Xa lìa các tưởng, nên gọi là vô tưởng, tùy thuộc vào chỗ chấp giữ tưởng đều là tà kiến. Vì ở trong Thánh Pháp, chấp cho đạt được tịch diệt đều rơi vào tà kiến, huống chi là giảng nói, huống hồ là người giảng nói. Như vậy pháp không lấy gì để giảng nói. Này xá lợi Phất, chư Phật vì sao nói các thứ ngôn ngữ đều gọi là tà, không thể thông đạt tất cả các pháp? Đó là đều do chỗ che lấp của ngôn thuyết. Vì thế Đức Như Lai biết rõ các ngôn ngữ đều là tà kiến, thậm chí rất ít ngôn ngữ đạt được chỗ chân thật ấy. Này xá lợi Phất, chư Phật đại chứng đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề đều là vô tưởng, vô niệm. Vì sao? Vì đối với các pháp, Như Lai không thủ đắc về tánh, cũng không thủ đắc về niệm. Này xá lợi Phất, vì sao Như Lai giảng nói có chỗ niệm? Này xá lợi Phất, trong câu nói, nếu người nào đạt được 4 niệm xứ thì người ấy có thể đạt được thể tánh của các pháp, có thể đạt được tự thân, đạt được ngã, được nhân. Thật ra thì không có điều ấy. Hiện rõ tướng riêng của pháp là không, cho nên giảng nói về 4 niệm xứ. Tánh của 4 niệm xứ là không tánh, không xứ, không có nhớ nghĩ, không có thuyết giảng, không có tham chấp. Tánh của niệm hãy còn là không, huống hồ là niệm xứ, cho nên Như Lai giảng nói gọi là niệm xứ. Này xá lợi Phất, nếu các pháp có thể tánh quyết định, như chia sợi tóc ra thành 100 phần cho lấy 1, thì chư Phật vẫn chẳng xuất hiện ở đời, hoàn toàn cũng không giảng nói về tánh không của các pháp. Này xá lợi Phất, chỗ không đích thực của các pháp là không tánh nhất tướng, đó gọi là vô tướng. Như Lai đều thấy biết, do đó Như Lai giảng nói có niệm xứ. Này xá lợi Phất, niệm xứ gọi là không xứ, không phải là không xứ. Vô niệm là không có nghiệp và niệm, vô tưởng là không có phân biệt, vô ý là không có nghiệp về ý, vô tư là không có nghiệp về tư duy, vô pháp là không có nghiệp, là không có tưởng về pháp, đều không hợp không tan. Cho nên hiền thánh gọi là không có phân biệt, đó chính là niệm xứ. Vì vậy Như Lai giảng nói có niệm xứ là tùy thuận theo niệm nên không thực có, gọi là niệm xứ. Tùy thuận niệm Phật nên gọi là niệm xứ. Này xá lợi Phất, thế nào là niệm Phật? Này xá lợi Phất, nhận thấy đều không thực có, gọi là niệm Phật. Này xá lợi Phất, chư Phật vô lượng không thể nghĩ bàn, không thể lường tính. Do ý nghĩa này, nhận biết không thực có gọi là niệm Phật, chân thực gọi là không phân biệt. Vì chư Phật là không phân biệt, cho nên nói niệm không phân biệt tức là niệm Phật. Lại nữa, nhận biết thật tướng của các pháp gọi là thấy Phật. Thế nào gọi là thực tướng của các pháp? Nghĩa là các pháp hoàn toàn đều là không, không thật có. Giá chỗ hoàn toàn là không ấy, nên pháp niệm Phật là không thật có. Là nữa, ở trong giáo pháp như thế, thậm chí một niệm nhỏ hay còn không thể tu đắc để gọi là niệm Phật. Này Xá Lợi Phất, pháp niệm Phật ấy là đoạn dứt con đường ngôn ngữ, vượt khỏi các niệm, không thể tu đắc về niệm, nó gọi là niệm Phật. Này Xá Lợi Phất, tất cả các niệm đều là tướng tịch diệt. Thuận theo pháp này thì đấy là cách tu tập niệm Phật. Không thể dùng sắc để niệm Phật. Vì sao? Vì niệm và sắc là chấp giữ và tướng. Tham vị là tức, không hình, không sắc, không duyên, không tánh. Đó gọi là niệm Phật. Vì thế nên biết không có phân biệt, không nhận lấy, không xả bỏ, đó là niệm Phật chân thật. Phẩm 3. Niệm Pháp. Bây giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn. Người giảng nói Pháp như thế nào gọi là tri thức ác? Bạch Thế Tôn. Người giảng nói Pháp như thế nào gọi là tri thức thiện? Đức Phật bảo. Này Xá Lợi Phất, nó có tỳ kheo, dạy cho tỳ kheo khác. Này tỳ kheo, ông này nên biết việc niệm Phật là niệm không. Nếu là nơi chốn của đối tượng được duyên, thì không nên niệm. Chỗ niệm của ông là không niệm, cũng lại là không, là vô tánh không. Có thể đoạn dứt tưởng và sắc, có thể đoạn trừ tưởng chấp giữ. Bây giờ người ấy vô tưởng không còn được, huống chi là được niệm. Lúc đó người ấy đều không thật có tịch diệt, vô tánh, không tập hợp các tưởng để diệt trừ tất cả pháp, tức gọi là tu tập niệm Phật. Niệm Phật gọi là phá bỏ tất cả giác quán, pháp thiện và bất thiện, không giác, không quán. Vắng lặng an nhiên vô tưởng gọi là niệm Phật. Vì sao? Vì không nên dùng giác quán, nhớ nghĩ về chư Phật. Không giác, không quán gọi là niệm Phật thanh tịnh. Ở trong niệm này cho đến không đạt tới nghiệp, nơi tâm niệm của tâm ý vi tế, huống chi là nghiệp của thân miệng. Là nữa người niệm Phật sẽ lìa các tưởng. Các tưởng ở trong tâm không có phân biệt, không có danh tự, không có ngăn ngại, không tham dục, không thủ đắc, không giấy khởi giác quán. Vì sao này Xá Lợi Phất? Nếu tùy thuộc vào niệm để giấy khởi tất cả các tưởng đều là tà kiến. Này Xá Lợi Phất, tùy thuộc vào là đều không thật có, không giác, không quán, không sinh, không diệt. Không đạt được điều ấy gọi là niệm Phật. Ở trong niệm như thế là không tham đắm, không chấp trước, không thuận, không nghịch, không danh, không tưởng. Này Xá Lợi Phất, không có tưởng, không có nói năng mới gọi là niệm Phật. Ngay trong lúc ấy không còn một niệm nhỏ khi thế nào, huống gì là nghiệp thô lớn của thân miệng ấy. Không có nơi, không có chốn, nơi nghiệp của thân miệng ấy nên không nắm bắt, không xả bỏ, không tranh, không tụng, không nhớ nghĩ, không phân biệt. Tịch tỉnh vô tánh diệt trừ các giác quán, đó gọi là niệm Phật. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào thành tựu được niệm thế, nhằm lay chuyển được 4 cõi tiếng hạ tùy ý giáo hóa, cũng có thể hàng phục được 500.000 ức ma, huống chi là sự che lấp do ba mình theo chuyên cõi giả dối, không có tướng quyết định. Thế nên pháp này vô tưởng, không hí luận, không sinh, không diệt, không thể nêu bày, không thể phân biệt, không tối, không sáng. Hoặc ma, hoặc quyến thuộc của ma cũng không thể nào lường xét được. Chỉ vì thế tục nên dùng ngôn ngữ dạng nói có chỗ giáo hóa. Dạng như vậy, khi ông niệm Phật, chớ có chấp vào một tưởng nhỏ nào, chớ sinh hí luận, đừng có phân biệt. Vì sao? Vì pháp này đều là không, không có thể tánh, không thể niệm vào một tướng, gọi là vô tướng. Cho nên gọi là niệm Phật chân thật, nghĩa là không sinh, không diệt, vô tướng, vô di. Vì sao? Vì Như Lai không gọi là sắc, không gọi là tưởng, không gọi là niệm, không gọi là phân biệt, không chống đối, không thuận theo, không lấy, không bỏ, chẳng thiền định, chẳng trí tuệ, chẳng phải minh, chẳng phải vô minh. Như Lai là không thể nêu bày, không thể nghĩ bàn, là vô tướng. Nay ông chớ nên ưa chấp tướng, Cho nên ưa hí luận vì Phật đối với các pháp là không chấp, không vướng. Không thể có pháp có thể chấp, có thể vướng. Ngài này đối với Phật hãy còn không thể thủ đắc, huống hồ là đối với niệm. Này sẽ lời Phật, người nào giảng dạy như vậy thì gọi là tri thức thiện. Nhưng trong đệ nhất nghĩa không có sự quyết định là tri thức thiện, là tri thức ác. Lại nữa này, xá lợi Phất nếu có tỳ kheo, chỉ dạy cho tỳ kheo khác. Này tỳ kheo, ông nên phân biệt quan sát các pháp, cũng lại chớ niệm về tướng của các pháp như vậy. Tỳ kheo ấy tu tập tâm không còn bị ràng buộc vướng mắc, tất có thể thấu đạt được các pháp chỉ là một tướng, gọi là vô tướng. Người ấy hãy còn không sinh khỏi tưởng và pháp, huống chi là tưởng về tai người. Này xá lợi Phất, ý ông thế nào? Người niệm về tưởng của pháp, người ấy có thể diệt được tất cả các pháp không? Bạch Thế Tôn, không. Này xá lợi Phất, như cây không có gốc thì có thể sinh cành lá hoa quả không? Bạch Thế Tôn, không. Đúng vậy, này xá lợi Phất, nếu người nào không đạt được chỗ căn bản của các pháp thì người ấy có thể phát sinh tưởng về các pháp không? Bạch Thế Tôn, không. Này xá lợi Phất, nếu người nào không đạt được, không niệm tưởng về các về pháp thì người ấy có thể diệt trừ tất cả pháp không? Bạch Thế Tôn, không. Người ấy không thủ đắc nơi pháp, không thủ đắc tướng của pháp, không thủ đắc nơi diệt, cũng không phân biệt, không sinh, không diệt. Bây giờ người ấy là không sinh, không diệt, không gọi là thủ đắc về niết bàn, là cũng không gọi là không thủ đắc về niết bàn. Này xá lợi Phất, người chỉ dạy như thế gọi là tri thức thiện, nhưng trong đệ nhất nghĩa không có tri thức thiện, không có tri thức ác. Này xá lợi Phất, nếu người nào thành tựu tướng như vậy thì rất là hiếm có trong thế gian, vì đã đạt được sự thấy biết chân thật, không điên đảo, đó là chánh kiến. Lại nữa này xá lợi Phất, người đạt chánh kiến gọi là chánh tác, chánh hành, chánh đạo, chánh giải, không có điên đảo, thấy biết đúng như thật, cho nên Như Lai gọi là chánh kiến. Này xá lợi Phất, nếu chúng sinh nào không còn điên đảo, quán xét như thật, tức có chánh kiến. Nếu phát sinh tưởng ngã, tưởng nhân, tưởng chúng sinh, nên biết chúng sinh này gọi là tà hành. Này xá lợi Phất, Đức Phật và các đệ tử không nói có ngã, không nói có nhân, không nói có chúng sinh, không nói có thọ mạng, không nói có thường, có đoạn, cho nên Đức Phật và các đệ tử gọi là chánh kiến. Vì sao? Vì quán xét đúng đắn, không có điên đảo. Này xá lợi Phất, tất cả các phàm phu đối với việc này không thể hội nhập được. Vì sao? Vì tất cả hàng phàm phu đều không có chánh kiến, chỉ có tùy thuận theo chánh kiến, đạt được pháp nhẫn nhu thuận, không thể hiểu biết các pháp đúng như thật. Này xá lợi Phất, đó là chỗ chánh kiến khác với tà kiến, vì thấy biết các pháp đúng như thật, gọi là chánh kiến. Nhận biết các lợi lạc ở đời nhân, để làm tăng thêm tài sản phúc lợi, gọi là chánh kiến của thế gian. Thấy đều là lúa dối, không tránh khỏi sinh tử. Này xá lợi Phất, Phật đã thuyết giảng về chánh kiến của thế gian, gọi là giảng nói về các pháp biến trễ thấp kém. Bậc hiền thánh không tạo tác về niệm này. Đây là chánh kiến, đây là tà kiến. Vì sao? Vì tất cả các kiến giải đều do duyên khởi hư vọng. Này xá lợi Phất, nếu có suy nghĩ cho rằng đây là chánh kiến, thì người này tức là tà kiến. Này xá lợi Phất, ở trong giáo pháp của Phật đã dứt sạch tất cả nguồn gốc của các kiến và đoạn trừ tất cả các con đường, ngôn ngữ. Như nơi hư không, đưa tay lên, không bị ngăn ngại. Giáo pháp của Sa Môn cũng là như vậy. Phẩm 4 niệm tăng. Tôn giả xá lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thánh chúng? Phật bảo, này xá lợi Phất, nếu người nào có thể tin hiểu thông đạt tất cả các pháp là không sinh, không diệt, không khởi, không tướng, thành tựu được nhẫn như thế, hãy còn không thủ đắc về ngã, huống chi là thủ đắc về các quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, huống nữa là thủ đắc về pháp, thủ đắc về nam nữ, thủ đắc về đạo, huống hồ là thủ đắc về các việc như vậy. Đó gọi là thánh chúng. Thánh chúng ấy cũng không thủ đắc. Lại nữa này sẽ là pháp, chúng sinh ít có thể tin hiểu các pháp là không sinh, không diệt, không tướng. Nếu có thể tín hiệu các pháp là không sinh, không diệt, không tướng, tâm không còn điên đảo, cùng hiểu rõ, đều do pháp hòa hợp, không còn thọ đời sau nữa. Nhận biết các pháp thế gian đều tự duyên khởi hư vọng, thì người ấy không còn trụ vào thân này nữa. Do nhân duyên đó nên gọi là thánh chúng. Người này đối với ngôn ngữ cũng không tu đắc, gọi là các danh tướng, nhưng tập hợp những việc không tướng, không hí luận, đó gọi là tăng bảo, được thọ nhận sự cúng dường, vì đạt được ý nghĩa chân thật, không điên đảo. Người ấy cho sự việc niệm tăng kia là phương tiện nên cũng là không. Này Xá Lợi Phất, người chỉ dạy như vậy gọi là tri thức thiện. Này Xá Lợi Phất, đoạn dứt tất cả con đường ngôn ngữ gọi là thánh chúng. Vì sao? Vì ở trong giáo pháp của Phật đều là nhân nơi ngôn ngữ để nêu bày về nghĩa chân thật. Ngôn ngữ như thế cũng không thể tu đắc, vì thế nên biết đoạn dứt các ngôn ngữ gọi là thánh chúng. Này Xá Lợi Phất, nếu có người nói ở trong giáo pháp ấy không có lời nói, không có quyết định, làm sao gọi là tăng? Này Xá Lợi Phất, thờ ở trong trường hợp ấy nên đáp như vậy: chúng tăng gọi là thực hành những việc như thật, việc này quyết định cũng không thể tu đắc, đều cùng một sự tu học, một sự nhẫn nhục, một pháp vị. Việc này cũng dùng ngôn ngữ của thế tục để giảng nói, chẳng phải là đại nhất nghĩa. Trong đại nhất nghĩa không có quyết định, thật gọi là tăng, là pháp thường không hư hoại. Nếu thánh nhân nói có pháp này, tức là nhiễm ô. Vì sao? Vì nếu người nào có sự phân biệt đây là nam, đây là nữ, là trời, là rồng, là già xoa, là càng thất bại, là cư bàn trà, là pháp, là phi pháp, phân biệt những việc như vậy rồi, nắm bắt vô số những sự việc như thế rồi, nói như vậy là ngồi, là nằm, là đi, là đứng. Vì thánh nhân đã đạt được thập tướng của các pháp, không phân biệt là nam, là nữ, là trời, là rồng, cho đến là pháp, là phi pháp. Vì không phân biệt nên không thủ đắc nơi vô số các pháp. Người không thủ đắc nơi vô số các pháp có thể giảng nói là ngồi, là nằm, là đi, là đứng chăng? Bạch Thế Tôn, không. Này Xá Lợi Phất, nếu có người nói đây là nam, là nữ, là trời, là rồng, cho đến là pháp, là phi pháp, từ chỗ người ấy là giảng nói chẳng phải là hư vọng chăng? Bạch Thế Tôn, là hư vọng. Này Xá Lợi Phất, nếu không nhập vào chỗ hư vọng ấy thì gọi là thánh chúng, vì không còn điên đảo nên gọi là thánh chúng. Này Xá Lợi Phất, chỗ có bất thiện, chỗ có thể nhận biết, chỗ có thể tu đắc, như vậy tất cả các pháp bất thiện đều dùng danh tướng làm căn bản. Nhưng ở trong pháp của hiền thánh đã đoạn dứt các danh tướng, lại không niệm về danh tướng, cũng không tu đắc về danh tướng. Vậy sao có thể gọi là thánh chúng? Đoạn dứt các danh tướng gọi là thánh chúng. Nếu có nơi chốn của pháp thì nên dứt, nên đoạn. Vì trong giáo pháp của hiền thánh không có danh, không có tướng, không có ngôn ngữ, đoạn trừ các ngôn ngữ, không có tụ hợp tan rã. Nếu nói không có tăng, tức là phá thánh chúng, cũng là không thủ đắc, gọi là tưởng hư vọng của danh tướng. Vì chấp các thứ là kiến, do tà kiến nên thừa nhận thân đời sau, tham chấp các kiến nên sinh ra năm ấm. Này Xá Lợi Phất, năm ấm đều là tham chấp hư vọng, nó gọi là đường ác, gọi là tà kiến. Các bậc hiền thánh không có việc này, nhưng nhận biết do duyên hư vọng nên giấy khởi về ba cõi, do nhận biết việc ấy nên gọi là thánh chúng. Này Xá Lợi Phất, phàm cho thấy biết trong thánh chúng đều không thể tu đắc, đó là thấy ngã, thấy nhân, thấy chúng sinh, thấy thọ mạng, thấy nam, thấy nữ, thấy trời, thấy địa ngục, thấy súc sinh, thấy ngạ quỷ, thấy năm ấm, sáu nhập 18 giới, kiến chấp về tiếng ốc, kiến chấp về tiếng trống, kiến chấp về tiếng đất, kiến chấp về tiếng lửa, kiến chấp về tiếng gió, kiến chấp về tiếng nước, kiến chấp về tiếng trì giới, kiến chấp về tiếng phá giới, kiến chấp về tiếng thánh đạo, kiến chấp về tiếng tà đạo, kiến chấp về tiếng dơ, kiến chấp về tiếng sạch, kiến chấp về tiếng tam muội, kiến chấp thiền định, kiến chấp về tiếng tám thánh đạo, kiến chấp về nơi quả Tu Đà Hoàng, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, kiến chấp về tiếng giải thoát, kiến chấp về tiếng đắc quả, kiến chấp về tiếng Phật, kiến chấp về tiếng Pháp, kiến chấp về tiếng Tăng, kiến chấp về tiếng diệt độ, kiến chấp về tiếng Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là kiến chấp về các âm thanh hư vọng. Chúng hiền thánh đối với một đệ nhất nghĩa, không có thủ đắc về các kiến chấp ấy. Thông đạt vô số âm thanh là một tướng, gọi là vô tướng, không chống trái, không tranh chấp. Thành tựu pháp nhẫn, không điên đảo, gọi là thánh chúng. Này Xá Lợi Phất, pháp nhẫn này không điên đảo gọi là vô tướng. Vô tướng nên không lấy, không bỏ, không nghịch, không thuận, không sinh, không diệt. Chính nó tự nhiên mở trở về nơi vắng lặng, không tu, không hoại, không khởi, không đắc, không phân biệt kia, đây, nên tâm luôn xả, lìa. Vì sao? Vì trong pháp nhẫn không có bờ bên này, không có bờ bên kia, không có phân biệt, chẳng phải là không có phân biệt. Thấu tỏ về vô tướng, thành tựu nhẫn ấy gọi là thánh chúng, phá hòa hợp nên gọi là thánh chúng. Này Xá Lợi Phất, nơi kinh khác Thế Đại Giảng nói, người nào thấy pháp tức là thấy Như Lai, nhưng Như Lai chẳng phải là pháp, cũng chẳng phải là phi pháp. Vì sao? Vì Điều Đạt là kẻ ngu si, và các ngoại đạo đều dùng sắc thân để thấy Phật. Này Xá Lợi Phất, không nên dùng sắc thân để thấy Như Lai, cũng không nên dùng âm thanh để thấy Như Lai. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào dùng sắc thân để thấy Phật, thì cách xa Phật. Vì sao? Vì đối với Phật không cho là thấy hình sắc, đã gọi là thấy Phật. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào có thể thấy các pháp là vô tướng, không danh tự, không xúc chạm, không nhớ nghĩ, không suy niệm, không sinh, không diệt, không hí luận, không gắn niệm nơi tất cả các pháp, không niệm về Niết Bàn, không dùng Niết Bàn để suy niệm, không tham chấp về Niết Bàn, tính hiệu các pháp đều là một tướng, đó là vô tướng. Này Xá Lợi Phất, đấy gọi là thấy biết chân chánh. Đức Phật gọi là tất cả các pháp đều không mong cầu, không hí luận, không sinh. Đối với sự việc này cũng không nhớ nghĩ, không phân biệt, đó gọi là thấy Phật. Nếu có người ở trong pháp này không có tưởng nhớ nghĩ phân biệt, không lấy, không bỏ, không tham chấp, không chống trái, không tưởng, không có nghiệp về tưởng, không tham chấp nơi ngôn ngữ, biết rõ các pháp đều là giả danh không thật có, đoạn dứt con đường ngôn ngữ, không có sai biệt, cũng không hí luận, đó gọi là vô sinh, vô tưởng. Hành giả ở trong thế gian gọi là thánh chúng. Này Xá Lợi Phất, thấy những pháp gì gọi là thấy Phật? Đó là vô tưởng, không phân biệt, không hí luận, không thừa nhận tất cả các pháp, hoặc dùng cửa không, hoặc cửa vắng lặng, hoặc cửa xa lìa, không niệm về chỗ thấy biết, không tụ đắc và sự thấy biết, thì việc ấy cũng không tụ đắc. Gọi là danh tự thì nơi giống ấy cũng không tụ đắc. Đó là Niết Bàn. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, ta hãy còn không nghĩ về Niết Bàn, làm sao nói là các ông nên nghĩ về Niết Bàn, nên đạt được Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào tu đắc về Niết Bàn, thì người ấy không phải là người xuất gia theo Phật, mà là người xuất gia theo lục sư ngoại đạo. Nên biết người này là giặc của chánh pháp, đã lẻn vào trong pháp của ta. Nên biết kẻ ấy đã làm nhiễm ô giáo pháp của ta. Nên biết người ấy là giặc lớn, giống như nơi thành ấp lớn có giặc cướp lớn. Vì sao? Vì người ngu như thế hãy còn không đạt được Niết Bàn, huống chi là người mà ta đã nêu. Này Xá Lợi Phất, người ngu này ta đã dùng tay ngăn lại, vì chẳng phải là đệ tử của ta, không được nhập vào trong số tăng chúng. Ta không phải là thầy của kẻ ấy. Này Xá Lợi Phất, nếu nhận biết rõ các pháp là không sinh, không diệt, không niệm, không tưởng, người đạt được pháp nhận ấy hãy còn không đạt được Niết Bàn, huống gì là người mà ta đã nêu. Này Xá Lợi Phất, Phật Đại Giảng nói như thế gọi là thấy pháp. Có thể thấy rõ sự việc này gọi là thấy Phật. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Như Lai? Tất cả các pháp là như, không biến đổi, không hoại diệt, đó gọi là Như Lai. Nếu người nào đối với pháp ấy không còn nghi ngờ, gọi là thánh chúng. Này Xá Lợi Phất, trong đời quá khứ có một người ngu không biết rõ về khỉ vượng, đi vào rừng lớn, có một đám khỉ vượng tụ tập tại một nơi cây cối rừng rậm. Người ấy từng nghe có cõi trời Đau Lợi, liền cho đó là chư thiên ở cõi trời Đau Lợi, nên bỏ đi ra khỏi rừng cây, trở về làng xóm cũ. Đến nơi có nhiều người, và bảo họ: các ông đã từng thấy cõi trời Đau Lợi chưa? Mọi người trả lời: chưa từng thấy. Người này liền nói: tôi đã từng thấy, các ông muốn thấy không? Mọi người đều nói là muốn thấy. Người ấy bèn dẫn mọi người đi vào khu rừng kia, chỉ chỗ bầy khỉ vượn đang tụ tập nói: các người sao đấy là chư thiên ở cõi trời Đau Lợi? Mọi người nói: chẳng phải là cõi trời Đau Lợi, đây là chỗ vui đùa của đám khỉ vượn, của đám vượn khỉ trong rừng. Vì ông ngu si điên đảo nên không biết về khỉ vượn, lại cũng không biết về chư thiên nơi cõi trời Đau Lợi. Này Xá Lợi Phất, người ấy không dẫn đại chúng đi vào rừng kia. Như vậy, ở này Xá Lợi Phất, ở đời vị lai, nếu có tỳ kheo đến nhà cư sĩ nói như vậy: ông muốn thấy Phật, gặp thánh chúng, nghe pháp của Phật không? Trong nhà cư sĩ có người tin pháp của Phật, nên đều nói muốn thấy nghe lãnh thọ giáo pháp của Phật. Này Xá Lợi Phất, trong nhà cư sĩ có người tham chấp ưa thích ngôn từ, đi vào chùa táp, có các tỳ kheo ưa việc thuyết giảng, có thể thông tỏ các kinh, nương vào ngôn ngữ, ưa tích râu chuốt văn từ. Các sa môn này tùy thuận để giảng nói cho họ, gọi đó là chân đạo, nhưng chỉ làm đầy số lượng tăng chúng. Những người thả bò, chỉ ưa thích đọc sách, không hội nhập vào nẻo chân như, chỉ dốc làm vui theo ý của người khác, quý nơi danh lợi, tinh xảo và diệt đời, giảng nói pháp bất tịnh, chỉ có thể khéo léo về ngôn từ, thực hành đạo thế gian, không có oai đức, phá bỏ nhân của Niết Bàn, bỏ sự tĩnh lặng của bậc thánh, không ưa thích thiền định. Ngày đêm luôn ưa thích đàm luận tranh cãi, nằm đắp chăn mền dày, hãy còn không nhất niệm thuận theo thiền định, huống hồ là có thể thành tựu quả vị sa môn. Người này ngụ ý thường, tương ưng giới tâm thế tục, đầu đêm cuối đêm không tu theo pháp thuận nhẫn, ở thích pháp thơ kém. Người ấy cũng được nhiều sự cúng dường do y phục, thức ăn uống. Vì sao? Người ấy thường bị ma xấu ác thâu tóm, ở thích lời nông cạn, không siêng năng tu học để nhất nghĩa, không thể đọc tụng thọ trì kinh thâm diệu bậc nhất, nghe thì sợ hãi, xả bỏ phần tinh thuần mà lấy cặn bã. Hoặc có các phàm phu được nhiều lợi dưỡng, sinh tâm tham chấp, suy nghĩ chúng ta có nên học theo chỗ bàn luận ấy. Này Xá Lợi Phất, người đã lìa bỏ pháp báu vô thượng, rơi vào tà kiến. Sa môn Chiên Đà La này có các cư sĩ tại gia đi đến chỗ của các sa môn ấy. Người ác như vậy mà giảng nói giáo pháp, vì lợi dưỡng nên khen ngợi Phật pháp tăng, chỉ để cầu mạng sống nên làm kẻ hầu hạ cho tiền của, tham chuộng về ăn uống, y phục mà khen ngợi chỗ ý thích của mình, cho rằng nếu thực hành bố thí thì được sinh lên cõi trời. Ở trong giáo pháp của Phật thì bố thí này là pháp thấp nhất. Ở đây sa môn khen ngợi là pháp tối thắng và nói: do nhân duyên là bố thí lớn nên được sinh lên cõi trời. Không biết về ngôn ngữ, không hiểu về nghĩa lý, chỉ biết ban đầu nhập vào pháp nhỏ cạn cợt, tham chấp về ngã nhân, xa bỏ để nhất nghĩa. Này Xá Lợi Phất, giảng nói pháp như vậy nếu có người sinh niềm tin xuất gia với các người ác, mà cùng nhau hòa hợp, không siêng năng cầu để nhất nghĩa sâu xa, do có chỗ tụ đắc nên nói có ngã, có nhân, có chúng sinh, có tuổi thọ, có mạng sống, là đã nhớ tưởng phân biệt là pháp không thật có. Trong A Tỳ Đàm, tu đố lộ, tự nêu bày, nghị luận, hoặc nói đoạn thường, hoặc nói tạo tác, hoặc nói không tạo tác. Nay Xá Lợi Phất, bây giờ giáo pháp của ta phần nhiều là pháp của ngoại đạo, khiến các chúng sinh hủy hoại tâm chánh kiến. Như thế, này Xá Lợi Phất, pháp thanh tịnh của ta do nhân duyên ấy mà dần dần diệt hết. Này Xá Lợi Phất, ta ở lâu trong sinh tử, nhận chịu các khổ não để thành tựu đạo quả Bồ Đề. Những người ác ấy bấy giờ lại hủy hoại. Này Xá Lợi Phất, nó có tỳ kheo không thể xả bỏ, thấy có tụ đắc, thấy có ngã, có nhân, không hiểu Như Lai tùy theo căn cơ để giáo hóa mà nói quyết định có ngã, có nhân, có pháp. Người như vậy thì ta không hề thừa nhận một chút nước uống. Hoặc có khi người ấy nghe được pháp không, tâm tin tưởng thanh tịnh, không kinh hãi nghi ngờ, bèn trở lại do dắt mọi người hội nhập vào nghĩa thật tướng, liền được xuất gia thọ giới cù túc. Vì sao? Nay Xá Lợi Phất, nếu người nào không xả bỏ kiến chấp như thế thì gọi là ngoại đạo. Nay Xá Lợi Phất, ta dùng nhân duyên của thế tục, giả nói có ngã chẳng phải là để nhất nghĩa. Nếu có người nói Như Lai đã dùng nhân duyên của thế gian, giả nói có ngã, người đó hoặc có thể thông đạt các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, tức không trái với lời giả nói của ta, chính là đệ tử của ta. Này Xá Lợi Phất, nếu có người nói vì sao Như Lai thuận theo nhân duyên của thế gian ở nơi pháp vô ngã mà nói có ngã, Như Lai chẳng nên vì thế gian mà nói lời không chân thật. Lại nữa, trong các kinh phần nhiều nói có ngã, chỗ nếu giảng của Đức Phật không nên hư dối. Này Xá Lợi Phất, nên đáp lại người kia, Phật thuyết giảng các pháp đều là không, không chủ tể, không tánh, chỉ là hư vọng, không phải là đệ nhất nghĩa. Vì Như Lai không dùng đệ nhất nghĩa nên giảng nói có ngã có nhân. Còn chỗ thuyết giảng của thánh nhân thì không có tham chấp, người không có trí tuệ bình đẳng với Phật nên cũng không có lỗi lầm. Này Xá Lợi Phất, trí tuệ của Như Lai là không thể nghĩ bàn. Dùng trí tuệ này để biết rõ về tâm của chúng sinh, hẳn sẽ có người ngang bằng với Phật. Đức Phật là vua pháp lớn của hàng trời đồng, không nên nêu bày những vấn hạn về chỗ Phật giảng có ngã nhân. Mọi người trong thế gian thường tranh luận với Như Lai, còn Như Lai thì luôn không tranh luận với thế gian. Này Xá Lợi Phất, thuyết giảng có ngã thì rất đáng thương xót, vì trong đó không có pháp cũng không có ngã. Có nhiều chúng sinh không hiểu Như Lai đã tùy theo căn cơ mà giảng nói, nên trái nghịch với pháp bảo, phần nhiều bị đọa vào đường ác. Này Xá Lợi Phất, ta biết rõ về tà kiến nhưng không thực hành tà kiến, có thể nhận biết về tà kiến tức là chánh kiến. Này Xá Lợi Phất, tà kiến thì hoàn toàn không biến làm chánh kiến, vì kiến chấp không nhận biết về kiến chấp. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai đã chứng đắc đạo vô quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đối với tất cả thế gian là chỗ rất khó tin được. Ta đối với chư thiên và tất cả thế gian rất đáng tin, chẳng phải là không đáng tin. Này Xá Lợi Phất, ta đã giảng nói các pháp là nhằm đi đến bờ bên kia, trong đó cũng không có đến bờ bên kia. Ta đã giảng nói các pháp với những nẻo hành cùng tận, trong đó cũng không có các nẻo hành cùng tận. Ta đã giảng nói các pháp là tịch diệt, trong đó cũng không có tịch diệt. Ta đã giảng nói các pháp là diệt độ, trong đó cũng không có pháp diệt độ. Ta đã giảng nói các pháp là giải thoát, trong đó cũng không có giải thoát. Ta đã giảng nói các pháp là các trí, trong đó cũng không có các trí. Ta đã giảng nói các pháp là tịnh cấu, trong đó cũng không có tịnh cấu. Này Xá Lợi Phất, Như Lai giảng nói các pháp cho chư thiên cũng không có chư thiên, giảng nói các pháp cho người cũng không có người, giảng nói pháp cho chúng sinh cũng không có chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói minh cùng với giải thoát, trong đó cũng không có minh cùng với giải thoát. Ta giảng nói niệm Phật, nhưng Phật thì không thể niệm. Ta giảng nói nẻo hành nơi không, nhưng không thì chẳng thể hành, cũng không thể niệm. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là Như Lai đã giảng nói về câu chương nơi kinh pháp, trong đó không có sự giảng nói. Những người ác ấy đạt được câu chương này, đem giảng dạy cho người khác, cũng lại xem ta là thầy, không có công đức nơi thánh chúng của Như Lai, mà tự cho là tăng. Này Xá Lợi Phất, cứ như đàn vượng khỉ, không giống với chư thiên cõi trời đáo lợi, các người ác như thế, cũng không giống với thánh chúng của Như Lai. Này Xá Lợi Phất, những người xấu ác ấy chỉ dùng âm thanh, ngôn ngữ, tự xưng là sa môn, giống như người ngu thấy đàn khỉ vượng khỉ, cho là chư thiên cõi trời đáo lợi. Này Xá Lợi Phất, trong những người xuất gia ưa thích nêu vấn nạn, gặp được thầy vì họ mà giả nói về danh, sắc tịch diệt là dứt nẻo ngôn ngữ, không khởi, không mất, không sinh, không diệt, không tướng như thế mà không kinh sợ, đã biết người ấy đã từng cúng dường nơi vô lượng chư Phật, mới có thể nhận biết được giáo pháp của ta, đáng được gọi là thánh chúng. Phẩm 5. Tịnh giới. Phật bảo, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới có 10 điều khổ não, khó có thể chịu đựng được. Tỳ kheo đã gồm đủ 10 điều khổ não. Thì ở trong Phật Pháp, không thể thấm nhuần Pháp vị, ghét người nói Pháp, không thích gần gũi. Những gì là 10? Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới thấy tăng hòa hợp, không sinh tâm vui mừng. Vì sao? Vì Hòa Hợp Bồ Tát chắc chắn sẽ đuổi ta ra khỏi đại chúng. Tỳ kheo xấu ác biết mình có lỗi, luôn ôm lòng sầu khổ. Đối với người giữ giới thì giận dữ không vui. Này Xá Lợi Phất, đấy gọi là điều khổ não thứ nhất của tỳ kheo phá giới, tất bị đọa vào đường ác. Lại nữa này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới bị đại chúng ghét bỏ, không muốn gần gũi. Như con bò ác có sừng nhọn khiến mọi người đều tránh xa, tỳ kheo ác ấy biết mình có lỗi, thường ôm lòng sầu khổ. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là điều khổ não thứ hai của tỳ kheo phá giới, chắc chắn sẽ bị đọa vào đường ác. Lại nữa này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới gặp chúng tỳ kheo biết mình không đồng chỗ tâm xấu ác, nên luôn lìa bỏ, ôm lòng hổ thẹn, không thể hòa hợp nhập chúng. Này Xá Lợi Phất, đó là điều sầu khổ thứ ba của tỳ kheo phá giới, nhất định nó sẽ bị đọa vào đường ác. Lại nữa này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới tâm ác độc, luôn phát khởi mạnh, không thể giáo hóa. Dẫn dắt hãy còn không thể đứng vào hàng giới pháp của ngoại đạo, huống hồ là đối với giới pháp thanh tịnh. Do nhân duyên phá giới ấy, nên mọi người không gần gũi. Này Xá Lợi Phất, đó là điều khổ não thứ tư của tỳ kheo phá giới, chắc chắn sẽ bị đọa vào đường ác. Lại nữa này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới ấy lấy tài vật của người khác để nuôi dưỡng thân mình. Ta nói người ấy chính là kẻ đang gánh nặng. Vì sao? Về người đã hành hóa chân đắc, ta nên thọ nhận sự cúng dường. Còn tỳ kheo phá giới thì không phải là người hành hóa, không phải là người chân đắc. Thế nên này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới sẽ ở trong trăm ngàn vạn ức kiếp, phải cắt thân xẻo thịt mình để đền trả cho thí chủ. Nếu thọ sinh làm thân súc sinh thì luôn bị trở nặng. Vì sao? Vì như chia một sợi tóc ra thành ngàn ức phần. Tỳ kheo phá giới hãy còn không thể làm mất đi một phần của sự cúng dường, huống chi là có thể làm mất đi các sự cúng dường khác về y phục, thức ăn uống, đồ dùng, thuốc men. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới tam chấp pháp phục của bậc thánh, hãy còn không nên vào chùa dù là một bước, huống hồ là được thọ nhận một chút nước uống cho đến giường nằm nhỏ. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, người ác như vậy ở trong cõi trời người chính là giặc lớn, tất cả thế gian đều nên xa lìa. Này Xá Lợi Phất, người hủy hoại ấy tức là oan gia. Như Lai đều chấp nhận cho tất cả thế gian còn đi đến chỗ của Như Lai, nhưng kẻ phá giới thì Như Lai ngăn lại, vì chẳng phải là đệ tử của Phật, huống hồ là trụ trong giáo pháp của Như Lai dù chỉ một ngày. Này Xá Lợi Phất, với như người chết, rắn chết, chó chết, rất là hôi thối, chư thiên thanh tịnh khi sắp vào chơi đều không muốn nhìn thấy những thây chết kia, nếu trông thấy thì tránh xa. Như vậy này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới cũng như ba thây chết kia, bất tịnh hôi thối, người trí xa lìa, không cùng đồng sự Bồ Tát tự tử. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới ở trong giáo pháp của ta chính là điều không an lành. Tỳ kheo giữ giới thấy tỳ kheo phá giới kia tức liền xa lìa. Vì sao? Và nếu tỳ kheo phá giới tiếp xúc và thọ nhận các vật thì đối với người giữ giới tức là sự xấu ác. Này Xá Lợi Phất, giả sử ba thầy chết ô uế hồi tối để khắp nơi đại địa, như là có thể ở nơi ấy thực hành bốn oai nghi, không thể cùng ở với tỳ kheo phá giới dù chỉ một khoảnh khắc. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, đó là sự thấp kém trong hàng sa môn, là sự hư hoại trong hàng sa môn, là chỗ cặn bã, là sự cấu uế ngầu đục trong hàng sa môn, là sự nhiễm ô tà vậy thô bỉ, là mất thánh đạo trong hàng sa môn. Những người như thế ở trong giáo pháp của ta xuất gia cầu đạo là phạm tội nặng. Này Xá Lợi Phất, những người như vậy ở trong giáo pháp của Như Lai gọi là nghịch tặc, là giặc của chánh pháp, là kẻ khi dối hư trá, chỉ mong cầu cho đời sống tham chuộng về y phục thức ăn, tức gọi kẻ ấy là kẻ làm đầy tớ cho sự vui thích ở thế gian. Này Xá Lợi Phất, với như kẻ huỳnh môn, chẳng phải là nam, chẳng phải là nữ, tỳ kheo phá giới cũng là như vậy, không gọi là tại gia, không gọi là xuất gia. Sau khi mạng chung, tất bị đọa vào địa ngục. Này sẽ lại phất với như loài dơi muốn bắt chim, thì vào hang làm chuột, muốn bắt chuột thì bay lên hư không làm chim. Kỳ thật không có công dụng của loài chim chuột, thần tướng hồi thối, chỉ thích chỗ tối tăm. Này xá lợi Phất, tỳ kheo phá giới cũng là như vậy, đã không nhập vào hàng tăng chúng để Bồ Tát tự tứ, lại cũng không nhập vào hàng phục dịch nơi của quan vua, không gọi là cư sĩ, không gọi là xuất gia, như thiêu đốt thay chết, cây củi còn sót lại chẳng dùng được gì. Tỳ kheo như thế không có phẩm chất về giới định tuệ giải thoát tri kiến, chỉ có đầy đủ phần phá bỏ giới tịnh, không thể làm phát ra âm thanh vi diệu lớn lao là âm thanh của giới định tuệ giải thoát tri kiến, chỉ phát ra âm thanh hủy hoại giới pháp hết sức sâu xa, đồng với kẻ xấu ác phát ra tiếng ác, chỉ bàn tán về y phục, thức ăn uống, giường nằm, thọ nhận sự bố thí về cây trái hoa quả. Bị người giàu sai khiến, lại bàn luận những việc tốt xấu, an ổn nguy hại của đất nước, những sự việc cười đùa nơi đám đông, và những ngôn ngữ bất thiện, ngày đêm luôn tìm cầu việc nhiễm ô ở đời. Thì khi như vậy là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều không thanh tịnh, sẽ bị đọa vào địa ngục. Này xá lợi Phất, tỳ kheo phá giới ấy thích ở chốn tối tăm, giống như loài dơi kia, nghe giả nói về kinh điển thì lấy làm lo buồn. Vì sao? Vì kinh đã nêu giảng đúng sự thật, còn người ở thế gian không thích nói thật, chỉ thích thuận theo ý muốn. Tỳ kheo như thế đối với việc giảng nói giáo pháp, tâm không thanh tịnh, càng nặng tội thêm, mau ra vào địa ngục. Này xá lợi Phất, đó là điều sầu khổ thứ năm của tỳ kheo phá giới, chắc chắn sẽ bị đọa vào nơi cõi ác nhất. Lại nữa này xá lợi Phất, tỳ kheo phá giới không biết xấu hổ, các căn tán loạn, hoàn toàn không thanh tịnh, oai nghi của thân, khẩu, ý nghiệp đều là bất tịnh, y phục được mặc nơi thân đều không đúng chi pháp, ở thích nói dối, không thể giữ lời, tâm luôn dông đổi đắm nhiễm theo nơi câu ế. Này xá lợi Phất, như vật đã nặng ra gạch ngói còn mới, lại đựng đầy các vật bất tịnh do giấy, sau đó bỏ các vật bất tịnh ấy đi, rồi chứa hương chiên đàn, là bỏ hương chiên đàn. Như vậy, vật để nặng gạch ngói có những mùi gì? Bạch Thế Tôn, vật để nặng gạch ngói mới làm đó, trước đã đựng đầy các vật do giấy, nên mùi hôi thối đã bám chặt. Do vậy chỉ có mùi hôi chứ không có mùi chiên đàn. Này xá lợi Phất, người dùng các căn thanh tịnh như tính căn, xuất gia học đạo, gặp tri thức xấu ác, bị lôi cuốn theo sự bày vẽ của cái ấy. Này xá lợi Phất, thế nào gọi là tri thức ác? Người tri thức xấu ác luôn ưa thích đùa giỡn, hấp tấp, không thận trọng, không biết hổ thẹn, lời nói lộn xộn, không giữ các căn, tâm không chuyên chú si mê như loài vật. Thân cận với người tri thức ác như thế sẽ mất hẳn các quả tu Đại Hoàng, tu Đại Hàm, A-na Hàm, A-la-hán, thậm chí là mất cả sự an lạc của hàng trời người, huống hồ là có thể đạt được đạo quả Niết Bàn. Chỉ có thể tạo tác theo nghiệp, tội phá pháp cùng với kẻ phá pháp là đồng sự. Kẻ hoàn toàn không thanh tịnh về thân, khẩu, ý nghiệp, không thanh tịnh về trì giới, sau khi thân hoại mạng chung, tất bị đọa vào đường ác. Thế nào gọi là đường ác? Đường ác đó là các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Là có đường ác như cõi loài trùng, A-do-lạc, Bà-già-la, Mục-khơ, Phù-di-tô-già-ca, Tư-chỉ-mục-ca. Người ấy phần nhiều sinh vào trong các loài trùng ấy. Này xá lợi Phất, người ấy theo tri thức ác, nên nếu sinh trong cõi người, từ cha mẹ sống thì lìa nhau, chết thì mất thân mạng, bà con thì suy kém, đất nước thì đói khổ, sinh trong 8 thứ nạn, liều bỏ 8 nơi trốn an vui, nhiều tham dục, giận dữ, si mê, thường ưa thích đùa cợt, không tự trọng, không hổ thẹn, lời nói lẫn lộn, sai lạc, không thâu giữ tâm, si mê như súc vật, bị tham dục, giận dữ, ngu si, hủy hoại. Cùng với người tri thức ác sinh vào một chỗ không có Phật, nếu gặp Phật ở đời thì mắt không nhìn thấy, không thích nghe giáo pháp, không hòa hợp với chúng tăng của Phật, luôn giấy khởi nghiệp ác, người ác ấy ưa thích pháp thấp kém. Ở trong chánh kiến, sinh khởi tưởng về tà kiến, ở trong tà kiến, giấy khởi tưởng chánh kiến. Đó gọi là mong muốn thấp kém, nhẫn thấp kém, trí tuệ thấp kém. Này sẽ là pháp người có trí tuệ thấp kém, hoàn toàn không thể vì chán lìa sinh tử mà khởi tâm cầu nẻo tịch diệt Niết Bàn. Này xá lợi Phất, gặp kẻ tri thức ác bị các thứ khổ não lo buồn hiện rõ hình tướng như vậy, người ấy nếu được nghe các kinh pháp sâu xa thì kinh hãi sợ sệt, nghi ngờ như rơi vào hầm sâu, tức đó là tội nạn bị rơi xuống hầm sâu vực thẳm. Vì sao này xá lợi Phất? Như trong kinh nói, tỳ kheo phá giới là phạm tội rất nặng. Do nhân duyên gì gọi là phá giới? Phá là chỗ đã thọ giới mà có thể dùng lời để giáo hóa. Hầu hết đều chống trái với nẻo hành vô thường, luôn hành theo tham chấp, xen tạp lẫn lộn, làm theo tham sân si, ưa thích các lời tạp loạn. Đó gọi là phá giới. Là còn ưa thích tạo nhiều sự việc, ưa tranh cãi, thích ngủ nghỉ, lời nói không thuận hợp, không có thứ tự, không có nói không thanh tịnh, tham chấp về ngã nhân, chúng sinh thọ mạng, cho nên gọi là tỳ kheo tệ ác, không biết hạn chế điều độ, không biết pháp của sa môn, không biết pháp của bà la môn, thích làm theo y thuật, buôn bán được cầu lợi, ưa làm sứ giả của vua, gây nhiễm ô các nhà, thích được các cư sĩ cung cấp sai khiến, làm việc để nhận sự cúng dường của các thứ cây trái, hoa quả. Thứ làm kẻ tại gia, nếu giảng pháp của ngoại đạo, tâm luôn xa lìa pháp xuất thế gian. Chưa đủ 20 tuổi đã thọ giới của túc, thọ giới mà các căn không đầy đủ, thân tướng thiếu sót, không thích hợp với giáo pháp. Thọ sinh vào chỗ có gạo lúa, tiền giải, vàng bạc, không thuận theo lời dạy, chống đối lại thầy, không thể biết thân mình, không biết về thân của người khác, không thể phân biệt sang hèn, ưa thích nói dối, tham chấp giới thủ, làm việc lẫn lộn, tâm không chuyên nhất, mặt mày giận dữ, tham tiếc, không tin, không biết ân nghĩa, phần nhiều ôm lòng tham dục, ham ngủ nghỉ, đùa cợt, nghi ngờ, sân hận, che giấu tội ác, ưa thích tự chuyên giữ, ganh ghét, vua nịnh, không biết hổ thẹn, tự đại, buông lung, cao ngạo, ngã mạn, đại mạn, tài mạn, lừa dối, khen thân mình đẹp đẽ, hay dùng các phương tiện để mở bày cửa lợi dưỡng, lấn hiếp kẻ tại gia, giả hiện sự thân tình gắn bó. Nhờ tới lực nên có được của cải, khoe khoang với mọi người. Phá hủy phẩm chất của giới, định tuệ, giải thoát tri kiến. Đối với Phật Pháp Tăng, tâm không quyết tin tưởng, không tin về nghiệp báo, chỉ chú trọng nơi lợi ích hiện tại, cho là không có đời sau, luôn nghi ngờ về điều này, tâm tánh nông cạn, luôn sợ hãi. Này xá lợi Phất, đó gọi là tỳ kheo xấu ác thầm tệ. Người ngu sẽ như thế ở trong giáo pháp của Phật, chính là phân thối ô uế bất tịnh. Người ấy tạo đủ các nghiệp về thân, khẩu ý không thanh tịnh, sau khi mạng chung bị đọa vào đường ác, rơi vào địa ngục lớn. Tỳ kheo như vậy, chư Phật Như Lai và chúng đệ tử thường luôn xa lìa. Những người khác ưa thích đạo pháp, cầu sợ giải thoát cũng đều tránh xa. Này xá lợi Phất, ví như chiên đàn, đem để vào trong độ bất tịnh thì cũng trở thành bất tịnh, chẳng dùng lại được. Như vậy này xá lợi Phất, người tại gia hay xuất gia, nếu gần gũi với kẻ ấy, tập làm theo các hành phá giới, chẳng bao lâu sẽ đồng với kẻ hủy hoại thân xác, phá mất oai nghi, sau khi mạng chung tất sinh vào địa ngục. Này xá lợi Phất, người ác như thế, chư Phật Như Lai, chúng đệ tử cùng những người khác cầu đạo giải thoát, thảy đều xa lìa. Này xá lợi Phất, ví như chiên đàn để trong độ bất tịnh thì không còn dùng trở lại được nữa. Như thế này xá lợi Phất, nếu hàng tại gia hay xuất gia, dù dùng chiên đàn kia để xoa nơi thân, vẫn chỉ là uế tạp bất tịnh. Này xá lợi Phất, tỳ kheo xấu ác ấy cũng là như vậy, tiếng ngồi trong chúng, tham chấp pháp phục của bậc thánh thì vẫn hiện ra tướng tỳ kheo ác. Tỳ kheo phạm hạnh, thấy tỳ kheo bất tình ấy thì tránh xa, không gần gũi. Thấy người khác tránh xa thì tâm của kẻ ác kia liền tức giận. Do nhân duyên này đã sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Này Xá Lợi Phất, đó là điều khổ não thứ 6 của tỳ kheo phá giới, tức sẽ bị đọa vào cõi ác. Lại nữa này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới nghe Phật thuyết giảng các kinh như thế, tâm không thanh tịnh để hoan hỷ, tin tưởng vui thích, tự có lỗi nên nghi ngờ kinh này. Vì chúng ta mà giả nói không phải vì người khác, vì sao? Vì tỳ kheo chúng ta có những sự việc ấy. Này Xá Lợi Phất, pháp thượng diệu không thể so sánh như vậy. Tỳ kheo phá giới lại sinh giận dữ. Đối với người giảng nói pháp tâm phần nhiều không tin, để nghe Đức Phật giảng dạy như thế thì chống đối không lãnh thọ. Là nói như vậy, đã chẳng phải là Phật nói đại giáo hóa, mà là người khác nói. Vì sao? Vì tỳ kheo phá giới không ưa thích tu đạo. Do tỳ kheo tu đạo không trái lời Phật dạy, đây đều là pháp ác ngu si phá giới. Vì tâm không tin, đã làm trái với lời Phật giảng dạy, tỳ kheo như thế tự biết có lỗi. Nhưng sinh giận dữ, kiêu mạn, bướng bỉnh, tâm tà mạn sâu ác, phỉ báng Phật pháp tăng. Này Xá Lợi Phất, do tỳ kheo ấy nghe các kinh điển chống trái không tin, nên tâm không thấu tỏ về nẻo Bồ Đề Giới Thượng, chỉ dạy cho mọi người chẳng phải là lời Phật giảng nói. Này Xá Lợi Phất, Phật nói người ấy là hủy bán chánh pháp, do hủy bán giáo pháp cho nên không phải là sa môn, không phải là con cái của dòng họ Thích, nên trừ bỏ các tỳ kheo ấy. Nếu 100.000 vạn ức chư Phật xuất hiện phá diệt mọi hoặc nghiệp hiện có của chúng sinh, cũng không thể làm cho kẻ xấu ác kia giác ngộ đạt được đạo quả. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, cái ác như vậy ở trong giáo pháp tự làm chướng ngại cho đạo, lại không sống với đạo, không có tính tâm, chỉ ưa thích y phục, các thức ăn uống, ham thích lợi dưỡng ở đời. Ta nói người này nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục. Này Xá Lợi Phất, Như Lai nay sẽ giảng rõ cho ông biết, người nào chống trái pháp báu như thế thì đối với nơi chốn thọ sinh tốt đẹp, vĩnh viễn không hề có, chỉ sinh vào chốn xấu ác, luôn bị mù lòa, không có mắt. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo xấu ác, kiêu mạn đầy dạy ấy, không thể khẳng định là đã phá diệt pháp của Như Lai. Còn những người khác thì do không thể tự nuôi sống, giờ lợi dưỡng nên theo phá diệt giáo pháp của ta. Này Xá Lợi Phất, pháp báu như vậy bây giờ bị hoại diệt. Vì sao? Vì pháp báu ấy luôn được tất cả chư Phật thảy đều cung kính, các báu chư Phật A-la-hán cũng đều cung kính. Tỳ kheo phá giới, người thân tự mạng nhất định không giảng nói về pháp này. Các tỳ kheo như thế lúc ấy khinh thường giáo pháp của ta, lại còn xa lìa, phần nhiều ôm lòng tham lam, chuyên cầu sự sống, chủ nói tài sản, lợi lộc, bị ganh ghét trói buộc, luôn thích tranh cãi, cùng sinh hiềm khích, không chịu kính thuận, không có oai nghi, tâm ý buông lung như đàn khỉ vườn, thay đổi hình tướng, tạo các nghiệp ác trái với pháp của sa môn, xa lìa hiền thánh. Này Xá Lợi Phất, người ác như thế che đậy lỗi lầm, phần nhiều tham cầu tiền của đã nuôi sống thân mình. Mà ác biết được tâm ấy nên dùng làm phương tiện, khiến kẻ kia luôn tạo sự chống trái, đều cùng hủy hoại chánh pháp. Một vị tăng bảo phân làm 5 phần, đã có 5 phần thì sinh tranh chấp. Còn giáo bàn nói giờ làm lỗi, thị phi đủ loại. Này Xá Lợi Phất, như tỳ kheo hiện nay cùng nhau giáo hóa, cùng nhau cung kính, cùng đồng tâm, cùng hành thuận theo lời dạy của Phật. Bây giờ các tỳ kheo không cùng giáo hóa, không cùng cung kính, thấy kẻ tạo ác thì lo sợ bỏ đi, không thể dùng giáo pháp để chỉ dạy hướng dẫn. Hoặc lúc tuy có người học rộng hiểu sâu, lại ôm lòng kiêu mạn, khinh chê người khác, do đó đều dùng cho hiểu biết của mình để tự lập sự chuyển, gặp nhau còn không vui, huống hồ là có thể tạo nhận lời dạy của Phật. Này Xá Lợi Phất, giờ lại ở đời thì tham bảo cùng là cùng một vị, sau khi ta diệt độ thì chia làm 5 phần. Này Xá Lợi Phất, ngày nay mà ác vẫn còn ẩn thân, trợ giúp điều đạt phá hoại pháp tăng của ta. Vì Như Lai là bậc đại trí, còn ở đời nên ma ác không thể tạo thành được việc ác lớn. Vào đời vị lai, ma ác sẽ biến thân làm hình tướng sa môn, nhập vào trong tăng chúng, giả nói vô số việc tà, khiến nhiều chúng sinh bị lôi cuốn vào nẻo tà kiến. Vì họ mà giả nói pháp, các pháp tà, đó là Di Lâu Đà La Ca Lâu, với các sự việc như tranh chấp dữ dội, 5 bộ phận chia sẻ nhau, cho là niệm diệt, cho là tất cả đều có, cho là có ngã, có chỗ thủ đắc. Lúc ấy mà ác dạng nói các sự việc tham chấp tà vậy như thế, các sự việc như vậy chẳng phải là chỗ nêu giảng của Phật và chúng đệ tử. Khi ấy người ác kia bị ma ác mê hoặc đều chấp vào chỗ kiến giải, cho mình là đúng, kẻ kia là sai. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã dự kiến trong đời vị lai có những sự việc phá hoại chánh pháp như vậy, nên giảng nói kinh sâu sau này, nhằm để đoạn trừ các sự chấp trước của ma ác. Này Xá Lợi Phất, vào lúc ấy, trong cõi Diêm Phù Đề phần nhiều là người tăng thượng mạng, làm được chút ít thiện sự, chút ít thiện từ thiện cho là đắc đạo. Sau khi mạng chung bị đọa vào cõi ác, vì sao? Vì người ấy ở trong sinh tử tự cho mình đắc đạo, lại cũng khen ngợi nói người khác là đắc đạo, mạo nhận là thánh nhân để được sự cúng dường. Người này đối với chư thiên, người nơi thế gian chính là giặc ác lớn. Người ngu như vậy nghe nói về đã giác nghĩa thì nghi ngờ sợ hãi, như đôi vào hầm sâu. Này Xá Lợi Phất, có các tỳ kheo ưa thích sự việc ấy, cùng nhau tụ tập phá hoại giáo pháp giác ngộ vô thượng của Phật. Lúc này người tăng thượng mạng chấp trước càng nhiều, ma ác lại làm mê hoặc tâm của người tại gia và xuất gia, khiến họ hành theo phi pháp. Người giảng nói chánh pháp ít được giúp đỡ hỗ trợ, nên liền bị tan hoại, khó được tồn tại. Này Xá Lợi Phất, bây giờ trong thế gian các tỳ kheo trẻ tuổi hầu hết đều là hàng lợi căn. Vì sao? Vì những người xuất gia do phiền não còn sót lại đã sinh trở lại trong cõi người, liền được xuất gia. Các tỳ kheo ấy ưa thích nêu vấn nạn tìm cầu Phật pháp theo thật nghĩa đệ nhất. Này Xá Lợi Phất, khi ấy những kẻ tăng thượng mạng bị ma mê hoặc, chỉ cầu cho mạng sống, thật là hàng phàm phu, tự xưng là A-la-hán. Ở nơi chỗ các tỳ kheo trẻ tuổi kia cùng nói, làm tốt lời thân khẩu ý, đó là thật nghĩa đệ nhất của Phật pháp. Khéo giữ gìn giới tịnh, đọc tụng kinh pháp, siêng năng tu tập, hiểu biết sâu rộng. Đó gọi là nhân duyên của thuần nhẫn, tức là tâm thanh tịnh tinh Phật, là có thật nghĩa đệ nhất. Ông nên buộc tâm nơi chuyên niệm về Niết Bàn để diệt trừ 3 thứ khổ, có thể nhàm chán xa lìa 5 ấm, 12 nhập, 18 giới. Các ông nên ở nơi vắng lặng, quán xét các pháp ấm, giới, nhập, thể đều là vô thường, tự quán về thân nơi vô số thứ bất tịnh. Các ông có thể quán xét như thế, thì sẽ đạt được quả Tu Đà Hoàng, là có thể đối với pháp 5 ấm này, quán xét sâu xa, đều là vô thường, khổ không, vô ngã, không có bền chắc, tức đạt được quả Tứ Đà Hàm. Lại quán xét sâu xa, dần dần đạt được quả A Na Hàm, đến quả A La Hán, đó là thật nghĩa đệ nhất. Các tỳ kheo trẻ tuổi lại hỏi, ở trong giáo pháp của Phật đạt được quả vị A La Hán là đệ nhất nghĩa chăng? Chúng tôi cũng biết việc ấy, đạt được quả vị A La Hán là đệ nhất nghĩa. Này, 5 ấm này là do nhớ nghĩ phát sinh hay không phải do nhớ nghĩ phát sinh? Đáp, 5 ấm này là do nhớ nghĩ phát sinh, không có nhớ nghĩ thì không thể phát sinh. Hỏi, nhớ nghĩ và 5 ấm khác nhau như thế nào? Đáp, như 5 ấm, nhớ nghĩ cũng như vậy. Hỏi, nếu như 5 ấm, nhớ nghĩ cũng vậy, thì ai là nhớ nghĩ 5 ấm? Đáp, nếu không nhớ nghĩ 5 ấm, thì không có Niết Bàn, tức thật có nhớ nghĩ 5 ấm, cho nên có tu tập 8 chánh đạo mới hòa nhập vào Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, trong đời vị lai có nhiều tỳ kheo thành tựu được pháp nhận ấy. Này Xá Lợi Phất, bấy giờ trong pháp hội có nhiều thiên chúng muốn nghe giảng nói về pháp thật nghĩa đại nhất của Phật. Người tăng thường mạng nghe nói như thế, sinh tâm nghi ngờ, như rơi vào vực sâu, đều kinh ngạc nói với nhau, hôm nay giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp diệt tận mau chóng. Nay Xá Lợi Phất, trong ấy có các tỳ kheo thành tựu căn lành, đối với các tỳ kheo ngu si, người tăng thượng mạng hoàn toàn già nu kia, nếu chấp có tướng của năm ấm, tức của 10, 2 nhập, 18 giới thì không chấp nhận lời nói này, nên không vui, không thích, bèn từ chỗ ngồi đến dậy bỏ đi. Này Xá Lợi Phất, Lão Quái Chư Thiên tâm đắc vui mừng, cả bốn phương cùng nói lớn: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn có các đệ tử giỏi, những vị này đầy đủ căn lành, không thích nghe giả nói về pháp bất tịnh, đó là cái chấp về nghĩa, về nhân. Chư Thiên nghe điều ấy, thấy đều vô cùng vui mừng, khen ngợi tán thán các người lợi căn, ưa thích nêu vấn nạn, nhất định sẽ thành tựu pháp nhẫn vô sinh. Các người ấy tập hợp lại một chỗ, cùng làm bạn bè, số người đã ít, uy lực cũng yếu. Này Xá Lợi Phất, lúc này các đệ tử chân thật của ta, ở trong dòng họ của cha, hãy còn không có lời nói yêu mến, huống hồ là được cúng dường để ăn trụ trong chùa ta. Này Xá Lợi Phất, ông nên quán xét kỹ. Lúc ấy Như Lai liền bị xem nhẹ sau khi ta diệt độ các đệ tử của ta, thành tựu mọi sự tịch diệt thuận hợp, không còn tổ đắc nơi nhẫn. Lúc ấy họ cũng bị xem thường, vì thế cho nên ta ở trong vô số kiếp diệt trừ các oán địch, giáo hóa tất cả các hàng thiên vương, nhân vương, khiến tâm họ thanh tịnh. Sở dĩ như thế là nhằm khiến các đệ tử của ta được an ổn bên người cha. Này Xá Lợi Phất, nay Như Lai lấy tất cả thế gian trời người ra làm chứng. Như Lai đúng như pháp đã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển bánh xe pháp vô thượng, các hàng sa môn, bà la môn, thiên ma phạm thiên, không thể chuyển được. Này Xá Lợi Phất, hiện việc như thế, sau khi Như Lai diệt độ đối với đạo quả Bồ đề vô thượng của ta, các đệ tử muốn lưu truyền rộng rãi, các người ác kia không thể làm cho sáng tỏ, là cũng không ban bố pháp không sợ hãi. Này Xá Lợi Phất, với Như đem bình trận mật để ở ngã tư đường, mà nói nếu người nào có thể ăn chừng một tí chút, thì thường không già chết. Bây giờ Chư Thiên và người đời cầm dao gậy để gìn giữ bình mật ấy. Khi giữ gìn mọi người nói với nhau, nếu có người nào ăn một tí chút mật, chúng ta sẽ giết họ. Này Xá Lợi Phất, trong số đó có người trộm nghĩ, mật nơi bình này ăn chừng một tí chút thì không già yếu, không già chết, nên thay vì sao sợ chết mà không dám ăn, nếu được ăn rồi thì không sợ các người giữ gìn, cũng có thể luôn được không già bệnh chết. Tâm quyết như vậy rồi thì không còn tiếc mạng sống, bèn đi thẳng đến chỗ để bình mật. Những người giữ gìn đều cầm con đao gậy tranh nhau muốn giết. Này Xá Lợi Phất, người này nếu có thể chưa bị dao gậy đánh chém mà đã ăn được một chút mật, thì tránh khỏi suy yếu lại không còn già chết. Như vậy này Xá Lợi Phất, có nhiều kẻ ác, ma ác và quân binh của ma muốn tiêu diệt giáo pháp của ta sau khi Như Lai diệt độ. Nếu người nào có thể tùy thuận theo pháp không, thông đạt không còn nghi ngờ, tức đối với pháp tâm không thủ đắc, thành tựu thượng nhẫn. Bây giờ tuy bị kẻ ác xem thường, dốc sức phá hoại đạo pháp, người ấy nếu có thể không tiếc thân mạng, sẽ nên tu tập tinh tấn, thông đạt các pháp là không sinh, không tạo tác, thì sẽ được thoát khỏi sinh già bệnh chết. Này Xá Lợi Phất, như bình mật là dụ cho pháp đại nhất nghĩa của Phật. Chư Thiên người đời giữ gìn bình mật là dụ cho người ác ưa thích làm việc của ma, tự đánh mất lợi lớn, cũng ngăn chặn người khác thực hành thật tướng, khiến họ mất hết lợi lớn. Này Xá Lợi Phất, người tăng thượng mạng đều là bè đảng của với ma, đã giúp việc ma, đã cùng che vai nghi ngờ pháp không sinh diệt. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, người giảng nói pháp bất tịnh đều kiến chấp về ngã nhân chúng sinh, kiến chấp về năm ấm 12 nhập 18 giới chưa chứng đắc, cho là đã chứng đắc. Tâm chấp về sự đạt đạo, thủ đắc về niết bàn, đều còn che bay về chánh pháp như thế. Vì sao? Chỉ những người này tham chấp nơi không, cũng chính là các ma, bị ma mê hoặc, dùng chánh pháp của Phật làm các việc ma. Này Xá Lợi Phất, nếu người tại gia hay xuất gia Nghe Pháp không ngã, không nhân, không chúng sinh, rốt ráo không, mà kinh hãi nghi ngờ, sợ sệt. Nên biết người này đã bị ma dẫn dắt sai khiến. Như tỳ kheo, chỉ có hình tướng này chính là kẻ trộn phá chánh Pháp, hủy hoại oai nghi. Này Xá Lợi Phất, người này tức đã theo kiến chấp về ngã, về chúng sinh, về có, về không, về thường, về đoạn, đều là ma, chẳng phải là đệ tử của Phật. Vì sao? Vì trong kinh Như Lai đã giảng nói, tất cả thế gian đều là không, không có ngã và ngã sở, không có nhân, không có chúng sinh, không có, không thường, không đoạn, không pháp nào là không bị hủy hoại. Người ác như thế cũng đều đọc tụng kinh ấy, và nói cho người khác, nhưng tâm tham chấp về ngã, về nhân. Người ngu như vậy gọi là tạo nhân đau khổ, gọi là phản phúc bất thường, đều nhằm gây tranh chấp, nhiễu loạn, phá hoại tăng chúng, gây nhiễm ô cho đạo Pháp, là chỗ đục cạn trong hàng sa môn, là sự xấu xa ô uế, gọi là chỉ có ngôn từ, gọi là sa môn dối trá, là sự bần cùng trong hàng sa môn, là kẻ phải gánh vác nặng nhọc, là kẻ khi dối chư Phật, là kẻ phạm tội ngũ nghịch. Này Xá Lợi Phất, người ấy gọi là loại giặc đại ác nghịch, gọi là tri thức ác, gọi là kẻ phá giới, là tà kiến, là ngoại đạo, là kẻ hành không thật, là bạn ác, gọi là loài quỷ sát hại, gọi là kẻ bệnh hoạn, thối tha, gọi là lửa dữ thiêu đốt, gọi là kẻ chúa định, gọi là kẻ rơi vào chỗ tối tăm, là kẻ đi vào đần độn, là kẻ bị cuốn theo dòng sinh tử, gọi là cùng tạo ra người ác, gọi là địa ngục, gọi là súc sinh, ngạ quỷ, Atula, gọi là kẻ không đi vào đạo, gọi là kẻ lừa dối, là kẻ tự khen mình, là kẻ làm nghề xem tướng, là tiếng kêu to chát chúa, là kẻ nhân nơi lợi cầu lợi, gọi là kẻ làm nhơ xấu nhà người khác, là kẻ luôn đùa giỡn, là kẻ tâm tán loạn, là kẻ bị tham lam giết hại, gọi là kẻ sân hận giết hại, gọi là kẻ bị ngu si giết hại, là kẻ diện mạo tốt mà dối gạt, là kẻ suy não, là kẻ không giải thoát, là kẻ bị phiền não trói buộc, gọi là kẻ chẳng phải sa môn, chỉ là sa môn hình tướng, là hàng sa môn chiến Đà La, sa môn thối tha, sa môn cặn bã, gọi là kẻ khó đầy đủ, là kẻ khó nuôi dưỡng, là kẻ phá hoại oai nghi, là kẻ không biết hổ thẹn, là kẻ bị chặt đứt đầu, là người hủy hoại thân thể, là kẻ buộc ca sa vào cổ, là kẻ tự vào chốn tối tăm, là kẻ nhiều tham dục, là kẻ nhiều giận dữ, là kẻ nhiều ngu si, là kẻ bị năm thứ phiền não trói buộc, che lấp, là kẻ bị chìm ngập, là kẻ bị hư giả, là kẻ rỗng không, là kẻ si ám. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là rỗng không? Thoái thất đối với chư Phật, đối với tướng của bậc hiền thánh, nó gọi là rỗng không. Dứt mất tất cả công đức của bậc sa môn và pháp của sa môn, nên gọi là rỗng không. Thế nào gọi là hư giả? Ở ngoài giáo pháp của bậc thánh gọi là hư giả, xa lìa các pháp không, vô tướng, vô nguyện, nên gọi là hư giả. Này Xá Lợi Phất, người ác như vậy á, có thể khiến cho ma vui mừng, tam chấp sâu dài nên pháp hư vọng. Nên đối với hàng phàm phu đã có đầy đủ tướng của kẻ tội ác, không giống với người đạt được pháp nhẫn, đạt được các pháp của bậc sa môn và công đức của sa môn, nên trăm ngàn ức phần vẫn không đạt được một phần. Này Xá Lợi Phất, do đó gọi là kẻ rỗng không, là kẻ hư giả, song vì tham chấp sâu dày và lợi dưỡng của thế gian, chẳng phải sa môn mà tự xưng là sa môn, không đáng được cúng dường mà thọ nhận sự cúng dường, đó chính là giặc cướp, dựng cờ cùng giặc cướp, đó là kẻ giặc, giết hại mọi người. Kẻ ấy nơi thức ăn nuôi sống mình đều là những thứ không thanh tịnh, chỉ có người hướng đến đạo quả, chứng đắc đạo quả mới có thể thọ nhận hết sự cúng dường, không phải như kẻ ấy, cho nên gọi kẻ xấu ác kia là kẻ ăn đồ bất tịnh. Này Xá Lợi Phất, do đó gọi là kẻ rỗng không, là kẻ hư giả. Ý ông thế nào nếu kẻ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói hai lưỡi, nói lời tô ác, nói lời theo dệt tham lam, giận dữ, tà kiến, kẻ ấy luôn sát sinh mà chẳng thường cướp đoạt mạng sống chăng? Bạch Thế Tôn, không, người tại gia sát sinh không đoạt mạng sống, thời gian sát sinh thì ít, thời gian không sát sinh thì nhiều. Này Xá Lợi Phất, Ý ông thế nào? Nếu người trộm cắp, thời gian trộm cắp là nhiều hay thời gian không trộm cắp nhiều? Bạch Thế Tôn, thời gian không trộm cắp nhiều. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Nếu người tà dâm thì thời gian tà dâm nhiều hay thời gian không tà dâm nhiều? Bạch Thế Tôn, thời gian không tà dâm nhiều. Thời gian nói hai lưỡi, nói lời tôi giật, nói lời tôi ác tham lam, giận dữ là nhiều, hay thời gian không giận dữ là nhiều? Bạch Thế Tôn, thời gian không giận dữ nhiều. Này Xá Lợi Phất, trong 10 đạo bất thiện ấy, tội gì là nặng? Bạch Thế Tôn, trong 10 điều bất thiện, tà kiến là tội nặng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, tà kiến là tâm luôn câu uế, luôn chấp trước, tâm không thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, Nay Như Lai nói với ông, nếu có người trong một ngày giết hại trăm ngàn dạng ức chúng sinh, một ngày trộm cắp trăm ngàn thứ vật báu như vàng bạc, người tà dâm này ngày đêm không dừng, người nói dối, luôn lừa gạt mọi người, người nghiệp miệng không thanh tịnh, không nói một lời chân thật, người nói hai lưỡi luôn phá sự hòa hợp, cùng giúp người gây chia rẽ, người ác khẩu, miệng thường ác nghịch, thậm chí không nói một lời nào nhu hòa, người nói lời theo dịch không có cội gốc nơi sự việc của người đời, dùng vô lượng lời đó tạp loạn các, người tham lam đối với vật của người khác, sinh tâm phi pháp, người giận dữ không có duyên cớ mà cứ giấy khởi đủ thứ sân hận, người tà kiến thừa ưa thích làm trái đạo. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Nếu người nào đã tội đủ các pháp bất thiện như vậy là tội nặng không? Bạch Thế Tôn, rất nặng. Này Xá Lợi Phất, ta nói cho ông rõ, nếu người trong 100 năm ta đủ 10 tội bất thiện như thế, còn tỳ kheo phá giới chỉ trong một ngày một đêm thọ nhận cúng dường của người khác, thì tội này nặng hơn trường hợp trước. Vì sao? Vì người sát sinh kia nhiều người đã biết, nhiều người đã rõ điều xấu ác của người ấy, ai cũng nhận biết người ấy là đã giết hại, cướp đoạt mạng sống. Còn tội của người uế trượt là làm cấu nhiễm, là người không thiện, không có đức, mà người xa lìa. Lại nữa này Xá Lợi Phất, người sát sinh trộm cướp đoạt nhiều mạng sống của người khác, hoặc sinh tâm nhàm chán, tự biết là sai trái và chịu tội báo. Còn mọi người đều biết kẻ xấu ác kia không có giới đức, uế trượt đối với người ấy, không thể cầu mong công đức, thậm chí tách sợi lông ra thành trăm phần cũng không được một phần, huống chi gọi là ruộng phước đã cúng dường. Lại nữa này Xá Lợi Phất, người tạo tội sát sinh ấy đối với gia đình vợ con của họ cũng như mọi người đều biết, nên không cùng cung kính, hãy còn không mời ngồi, huống hồ là cúng dường. Người sát sinh ấy lấy tài sản để tự nuôi sống và nuôi dưỡng vợ con, hoặc có lúc cúng dường các sa môn, bà la môn. Nhờ nghiệp báo này mà gặp được thánh hiền, gặp các tỳ kheo, tỳ kheo ni giảng nói đạo pháp, chỉ dạy việc xa lìa sự giết hại, xa bỏ nghiệp giết hại, nên ở trong Phật pháp được xuất gia, không bị chướng ngại, được xuất gia rồi gần gũi thiện tri thức, đạt được quả vị sa môn. Người này ở đời hiện tại thọ nhận tội báo nhẹ, không làm chướng ngại tánh đạo, tránh khỏi rơi vào ba đường ác. Này Xá Lợi Phất, ở trong Phật pháp có các tỳ kheo chẳng phải là sa môn, mà nói là sa môn, chẳng phải là phạm hạnh, mà tự nói là phạm hạnh, đoạn dứt các căn lành, làm cản trở sự tu tập đạt đến tới niết bàn, hoặc mê hoặc làm mất thánh đạo, phá bỏ nhân duyên của đạo, phá bỏ các pháp lành, thực hành việc của đạo, đi vào đường ác với nhiều giặc ác, tuy có thọ mạng nhưng cả đời luống uổng như người chết, hình sắc tiều tụy khốn khổ, mất hết oai nghi, ở trong pháp Phật gọi là cấu nhiễm, gọi là giặc của chánh pháp, gọi là kẻ chống đối, gọi là kẻ bị ma sai khiến, giống như đi bên hố xí, cũng như thầy chó chết, chỉ như hình tướng sa môn, đồng mặc pháp phục sa môn, nhưng không hành theo pháp của sa môn. Này Xá Lợi Phất, với nhiều chuồng hoang ở nơi đám sư tử, cũng như hàng huỳnh môn ở trong chúng chuyển luân thánh vương, cũng như đám khỉ vượng ở chỗ chư thiên, cũng lại như con lừa ở trong đám voi chúa, cũng như người mù ở nơi chúng đạt được thiên nhãn, cũng như con dơi ở trong đám kim xíu điểu. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới ở trong đại chúng của ta, khiến trăm ngàn dạng ức các chúng chư thiên thấy tỳ kheo ấy có mặt nơi đại chúng, ta đều rất buồn khổ. Nó như vậy, người ác như thế sao có thể tham dự Bồ Tát? Đó là bè đảng với ma. Muốn lãnh hội đạo Phật vô thượng nên hướng về hàng tại gia để nghe giảng nói. Là còn các hàng rồng quỷ thần tên ưa Phật pháp cũng lớn tiếng quát mắng tỳ kheo xấu ác ấy. Làm sao lại ở chỗ này để ẩn giấu thân mình? Giống như con ngựa xấu ở trong đám ngựa đã được điều phục tốt. Người ngu si như vậy tự cho là không ai thấy biết về mình mà làm ác. Tự ẩn giấu ở đây là lừa dối cả hàng trời người, cũng là giặc trong tất cả hàng trời người. Đại chúng cùng thấy rồi càng chê trách. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, ta tội ác như vậy nên bị chư thiên nhận biết là giặc ác. Hàng cư sĩ cũng vậy, thế mà thọ nhận sự cúng dường, ngưỡng mộ lễ bái, chắp tay cung kính. Người ngu si đó giống như tay chết, y phục đang mặc đều là trộm cắp mà có, đồ ăn trong bát đều là trộm lấy, không ai gần gũi, thậm chí một ít nước uống cũng đều là trộm cắp mà được. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới đi đến phương nào hoặc đến phương Đông, phương Tây, Nam Bắc đều là trộm đất mà đi. Vì sao? Vì người ấy với các pháp hành oai nghi hiếm có đều là trộm cắp, đều là giả làm kẻ trộm. Mọi sự đi đứng nằm ngồi tới lui nhìn ngắm có duỗi cúi ngửa, mặc y cầm bát đều là như thế. Nay chỉ lược nói về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nếu có chỗ tạo tác hành động đều là giặc trộm cắp. Giá có cạo tóc cho người ấy cũng là cạo tóc cho giặc. Tỳ kheo phá giới, với mọi thứ tạo tác đều là giặc tạo ra. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo xấu ác thầm tệ ấy, cho đến các việc như đại tiểu tiện, rửa tay đều là pháp của giặc. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, trong cõi Diêm Phù Đề đều có các quốc vương, các đại thần, vô số dân chúng hiện có và những quyến thuộc phi nhân, thì tỳ kheo ác này ở đấy chính là giặc cướp. Này Xá Lợi Phất, nếu các vua, đại thần đối với giặc ác đã không trông mong nơi công đức, không nói là bằng mình, không nói là hơn mình, thì tỳ kheo phá giới kia mặc pháp phục của bậc thánh, đối với người ấy làm sao mong cầu có được công đức? Cho nên nếu chấp thuận được ở lại cõi nước, nhưng nếu biết là kẻ xấu ác thì thậm chí nhổ nước bọt lên đất cũng không cho. Vì thế này Xá Lợi Phất, tỳ kheo xấu ác, mọi tạo tác nơi thân đều là việc làm của giặc, gọi là giặc thường xuyên, giặc lớn, dựng cờ theo giặc làm hại tất cả mọi người trong thế gian. Vì sao? Vì không có việc ác nào mà kẻ ấy không làm. Cho nên này Xá Lợi Phất, tỳ kheo tệ ác ấy đối với tất cả chư thiên người nơi thế gian gọi là giặc lớn. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào đã bị tất cả hàng trời người nơi thế gian gọi là giặc lớn, thì người ấy có thể thọ nhận tất cả những thức ăn uống chăng? Bạch Thế Tôn, không thể. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Người ấy chẳng phải là người đại ác chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới đối với tất cả chư thiên và mọi người ở thế gian là kẻ có tội ác lớn. Do ý nghĩa đó nên ta nói kệ: tha ngậm đá lửa, nuốt, uống bể đồng, chẳng dùng không giới, ăn của tính thí. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới ấy không có hình sắc, không có đức, không có chí nguyện, thân tâm nóng độc, luôn thấy mộng ác, không ưa thích ở một mình, hoặc có lúc ở một mình, hoặc có khi đi một mình. Thân thì run rẩy sợ hãi, thấy người giữ giới thanh tịnh thì vội ẩn giấu lẩn tránh. Tâm tánh tự hổ thẹn, không thích muốn gặp ai. Khi thọ nhận sự cúng dường thì nghi ngờ sợ hãi, ý thường dông rủi tán loạn, luôn có nhiều nhớ nghĩ, tham đắm của cải lợi dưỡng, ưa thích đồ ăn ngon. Tỳ kheo như vậy sau khi mạng chung chắc chắn bị đọa vào địa ngục. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là tỳ kheo phá giới, bị sự khổ não thứ bảy tất bị đọa vào cõi ác. Lại nữa này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới ưa chỗ ồn ào, nhiều lời, luôn tán loạn, ý ưa thích ganh ghét, cùng làm bạn với kẻ phá giới, thường thích bàn luận về việc phá giới xấu ác. Do vì ưa thích nên không biết hổ thẹn, chống đối kinh điển thâm diệu, tâm nghi ngờ không tin, hoặc có nghe giảng nói các kinh như vậy, thì nghi ngờ chống đối, tranh cãi, không thích nghe để lãnh hội, nhìn ngó khắp nơi, tâm không chuyên nhất, lấy tay bưng miệng, ngước nhìn hư không, từ chỗ ngồi đứng dậy, hủy bác giáo pháp của Phật, ôm tâm sân hận, chê mắng người, tuyết giảng giáo pháp. Do các nhân duyên xấu ác tội lỗi như vậy, nên sau khi mạng chung nhất định bị đọa vào địa ngục. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là tỳ kheo phải nhớ phải chịu sự sầu não khổ sở thứ 8, chắc chắn rơi vào cõi ác. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phải nhớ chỉ thích tôn trọng các hòa thượng A-sa-lê, tán thán công đức của chư vị ấy là để cầu danh lợi nên xưng là người trì giới. Do để nuôi sống bản thân, làm việc nương cậy, nhò, giả, tùy tiện, khéo léo, luồn cuối, không biết xấu hổ, giống như loài quạ đen, tạo nhân duyên của hàng tăng sĩ, là để có nhiều, được nhiều y phục, ăn uống đầy đủ, thân lực được khỏe mạnh, không biết hổ thẹn, nói năng không có thứ lớp, tay chân thô tháo, diện mạo ngơ ngác, ưa thích nhìn người nữ, không gần người nam, người ác như vậy luôn bị mọi người khinh rẻ. Các chúng trời đồng quỷ thần đều không xưng tán, cho đến chư Phật cũng không khen ngợi. Cái tâm tánh nóng nảy, luôn ưa giận dữ, chúng thân đều từ bỏ, không gì trợ giúp có thể đều có uy lực. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phải nhớ như vậy. Phần nhiều ở trong chúng tăng tìm kiếm để có oai lực, chưa hỏi mà đáp, luôn xét nét lỗi lầm nơi người khác, thấy người tịnh giới cho là khi dối. Đối với người dốc cầu đạo pháp thì không đồng pháp với pháp được ưa thích thấy thích ấy. Đối với kẻ tranh cãi riêng khác thì vui vẻ tán trợ. Là một bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Con xin đọc phần 1 dần ở đây, phần 2 con sẽ gặp đọc lúc khác.